Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Rhodes Và hôm nay chúng ta đến với phần 2 của quyển sách này Là bắt đầu qua tới phần ánh sáng rồi Đó, dành cho bạn nào chưa biết thì cái quyển sách này là viết về lịch sử của sự À, hình thành của năng lượng từ than củi cho tới năng lượng hạt nhân thì ở những chương trước chúng ta mới bắt đầu là năng lượng lửa thôi ha là là mới là than củi rồi than đá rồi bắt đầu tạo ra những cái động cơ à, à, hơi nước xong rồi tới phần 2 này thì bắt đầu qua tới ánh sáng rồi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng chương 7 từ đèn bất cho tới đèn khí thì à... Đèn bất thì mình cũng có nghe rồi nhưng mà ở ngoài đời thì chắc là cái thế hệ của mình thì người ta đã hết sử dụng đèn bất rồi ha. Nên khi mà nói tới đèn bất mình không có tưởng tượng ra được cái đèn bất là sẽ như thế nào. Thì uh, chắc là đọc cái quyển sách này tác giả sẽ miêu tả đèn bất là đèn gì. Hai chào Duy Nguyễn nha, chào Minh Thiện, chào Lâm Dương. Chào Minh Anh nha, chào hàng DT, chào Minh Nhật nha. Hai chào Minh Vũ. Ok. À... à. Minh Thiện là kỹ sư năng lượng nè. Trời vậy là cuốn này là đúng <laughs> đúng ý của Minh Thiện luôn á. Cuốn này mình nghĩ là càng về sau thì nó càng hay tại vì càng về sau thì nó càng liên quan tới cái cuộc sống hiện đại của chúng ta. Những cái chương đầu khi mà kể về những cái cuộc sống của năng lượng gỗ rồi động cơ hơi nước thì nó còn hơi xa quá. Bây giờ thì chúng ta không còn xài nữa Nhưng mà bắt đầu qua tới những cái đèn bất, đèn khí là bắt đầu Bây giờ chúng ta vẫn còn xài nè Hi, chào Minh Thảo nha, chào Hồ Phong, hi, chào Văn Đức Thường thường mình sẽ livestream khoảng 2 tiếng, 2 tiếng hơn đó Minh Vũ ơi hai chào Văn Chiến nha, ok, đọc luôn nha Chương 7, từ đèn bất cho tới đèn khí Cây bất thường mọc xanh tươi dọc theo bờ suối, quanh ao và trong đầm lầy vùng nhiệt đới, cao 60 cho đến 90 cm, mọc quanh năm. Nó trở thành sự thay thế giá rẻ cho nến. Các cây lớn nhất, dài nhất là số 1. Nhà tự nhiên học thế kỷ thứ 18 là Gilbert White đã viết về cây bất trong ấn phẩm Ra mắt vào năm 1789, lịch sử tự nhiên và cổ vật của Selborne, cuốn sách đầu tiên thuộc thể loại này ở trên toàn nước Anh. Quai, quay khuyên thu hoạch nó vào cao điểm của mùa hè, nhưng nó vẫn sẽ dùng tốt ngay cả vào mùa thu. Tước vỏ bất là một mẹo hay, lột lớp vỏ ngoài thành đoạn đều hẹp từ trên xuống dưới, cố giữ nguyên lõi ruột. Trẻ con học rất nhanh, quay viết và chúng tôi từng thấy một cụ bà già mù hẳn lột vỏ thoăn thoắt và khá đều tay. Sau đó, phần ruột đã tách này được trải lên trên cỏ để tẩy trắng và ngâm xương vài đêm và sau đó được sấy khô bằng ánh nắng mặt trời. Phần ruột này chính là yếu quyết, nó là một ống hình trụ rỗng. Trong cây sống, phần ruột sẽ đầy nhựa cây. Trong đèn bất chúng sẽ thấm nhiên liệu. Phát hiện ra chi tiết đó, người ta đã nhúng chúng vào mỡ nóng, loại dầu bếp phổ thông. Ván mỡ thịt lợn sông khói cũng dùng được, White nói. Và nó rẻ như cho. Nếu mà thợ nuôi ong trộn ít sáp với mỡ, nó sẽ giúp làm đều hỗn hợp và làm cho nó sạch hơn, bất cháy lâu hơn. Mỡ cù cũng sẽ hiệu quả tương tự. Và tiếp theo là một cái hình scan của cái cây bất để mình mở cho mọi người xem. Đó, đây là cái cây bất mềm phổ thông. Tên khoa học là Juncus Ephesus. Cây lão các bạn, hai này hình nhìn hình vẽ nhìn cũng không không biết được ở ngoài đời là cây gì mà nhiều khi ngoài đời chúng ta cũng chưa có gặp cái cây bất này bao giờ nữa. Ok, Why mua? Không biết trong livestream có bạn nào ở nhà còn xài cái đèn bất không? Miêu tả cho mọi người biết đi. Why mua một bao bất khô hết một đồng ceiling, đếm ra được 1.600 thân cây. Thêm hai ceiling tiền mở, 6 bao là đủ đi dùng hết chỗ bất đó. Quay tính giờ cháy của một chiếc đèn bất này cháy được 57 phút. Ông tính 1.600 thân trung bình nửa giờ thắp sáng một thân. Vậy một người nghèo sẽ mua được 800 giờ ánh sáng hơn 33 ngày chỉ với 3 xi Một quản gia già có kinh nghiệm đã bảo đảm với tôi rằng 1,5 bao bất cung cấp đủ ánh sáng cho gia đình ông ấy quanh năm. Người lao động không thắp sáng vào ban ngày. Họ đi làm vào ngay cả khi trời sáng và đi ngủ khi trời tối. Quai cho biết thêm, những nông dân nghèo chỉ thấp bất vào buổi sáng và buổi tối trong mùa đông ở trong chuồng gia súc và nhà bếp. 800 giờ ánh sáng với điều kiện chỉ đốt một ngọn bất mỗi lần. Đen dầu hình chiếc thuyền chuyên đựng nước sốt, còn sáng le lói hơn với kết cấu bất dẻ xoắn làm tim đen. Dầu có thể lấy từ cây lanh, cây cải dầu, quả ốc chó hoặc là gan cá và ô liu quanh vùng địa trung hải. Trên Kira ở quần đảo Harry à, Harry phía tây Scotland, người dân biết dùng dầu dạ dày của hải âu fulma, một giống chim biển đa năng, da nhờn. Những cư dân quần đảo Septan này ở uh, Shetland này, theo ghi chép của sử gia văn hóa dân gian, ngay cuối thế kỷ thứ 19, xuyên sợi bất qua những con hải âu đã bị giết và được sấy khô, chúng béo và nhờn đến nỗi chúng tiết dầu qua đường tiêu hóa khi bị bắt. Hồi xưa công nhận là sáng tạo ghê các bạn gọi là thay vì lấy dầu mỡ hay là dầu xăng dầu á, thì giờ là lấy cây bất đó xong xuyên qua những cái con hải âu mà béo tốt nó có nhiều dầu để lấy con hải âu đó làm dầu ha cung cấp đếp đốt đèn cho cái cây bất này đối với người nghèo thì cây bất và lò sưởi là nguồn cung cấp ánh sáng tầng lớp điền chủ và địa chủ thì dùng nến dầu cải người giàu dùng nến sáp ông cùng nhiều gương để tạo hiệu ứng lung linh kỳ ảo không có ánh sáng đầy đủ, màn đêm ở nông thôn thường tăm tối, chỉ được điểm xuyến ánh trăng sao. Nguyệt hội của thành phố Birmingham thế kỷ thứ 18, tổ chức có những người sống ở nông thôn như là Erasmus Darwin, Matthew Boulton, James Watt, Josiah Wedgwood và nhà hóa học Joseph Priestley đã tập hợp khi mà trăng tròn, đủ sáng để tạo bóng lên mặt đất, để họ có thể đi bộ đến cuộc họp của hội nên thơ là vậy, nhưng mà màn đêm thành thị lại tăm tối và ẩn chứa đầy mối hòa. Ở thành Rome cổ đại, một sử gia cảnh báo, đêm trùm lên thành như cái bóng của một hiểm họa to lớn. Mọi người vội chạy về nhà, nhốt mình trong đó và đóng chặt cửa. John Stowe, người chép sử thời Elizabeth, nói rằng vào thế kỷ thứ 11, vua William đệ nhất, William kẻ chinh phạt, ra lệnh mỗi thị trấn và làng mạc phải đánh chuông hàng đêm lúc 8 giờ và tất cả người dân nghe hiệu lệnh phải dập tắt lửa phải dập lửa tắt nến và đi ngủ ngày nay chúng ta gọi một lệnh cấm như vậy là giờ giới nghiêm bắt nguồn từ cụm co le faux theo tiếng pháp à, theo tiếng norman pháp có nghĩa là ém lửa đi co le faux ha phô này là giống cái nguồn gốc của từ phở của việt nam chúng ta bạn từ lửa à, theo một số tài liệu mình đọc thì cái từ phở nó bắt nguồn từ từ phơ này nè co le faux theo tiếng Pháp, Norman Pháp là ém lửa đi. Về sau, Henry đệ nhất đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm của cha mình, Stowe kể. Nhưng vì nội chiến ở trong vương quốc, nhiều người đã bị cướp bóc và sát hại ở trong đêm. Vì cá thối rửa có thể à, phát ánh lân quang mờ, con người đã thử dùng da cá khô để chống cháy nổ trong các mỏ than trước khi Travis và Davy phát minh ra đèn an toàn. Đèn da quá mờ để phục vụ cho khai mỏ nhưng đủ sáng để Aramis Darwin trở về nhà vào ban đêm từ trường Y ở Edinburgh vào năm 1754. Ông ông nhặt một cái đầu cá bỏ đi để lấy ánh sáng xem giờ. Mình không tưởng tượng được là cái dầu trong con cá lại có thể hay là con chim hay là dầu trong con gì lại có thể đốt đèn được các bạn ha nhưng mà chắc là được hồi xưa thì người ta dùng cái kiểu đó một người chép sử thời Victoria ở London thế kỷ thứ 18 đã nghĩ rằng đen đường đốt dầu tốt nhất là để tạo một tia sáng mờ nhạt hay đúng hơn là để xua bớt bóng tối ở các góc phố và ngã tư từ lúc mặt trời lặn đến nửa đêm. Đen dầu không phổ biến vào giai đoạn đầu ở khu vực khai hoang của nước Mỹ, nơi mà việc đọc và làm thủ công phụ thuộc vào ánh sáng lò sưởi và các mảnh gỗ uh, thông chảy nhựa thay cho nến. Một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Anh, hệ quả của sự thiếu hụt gỗ đã trở thành chất xúc tác để Anh chuyển sang một dạng ánh sáng vượt trội hơn từ than đá trong giai đoạn chuyển tiếp giữa thế kỷ thứ 18 và 19. Lúc này thì con Hà, một loài thân mềm hình dung gặm nhắm có thể đục lỗ thân tàu ở trong nhiều tháng đã đe dọa hệ thống tàu chiến bằng gỗ của hải quân Hàn gia. Các lớp phủ nhựa có nguồn gốc từ hắc yến và nhựa thông đã ngăn chặn lũ hà, nhưng một quốc gia thiếu gỗ sẽ tức là sẽ thiếu nguyên liệu khó, nguyên liệu thô. Hắc yến trở thành một sự thay thế tiềm năng. Archibald Corrench, một người Scotland và là bá tước và bà và bà x bạn và là bá tước. Cái chữ này mình <laughs> tưởng là bà là bà ha. Archibald Corran, một người Scotland và là bá tước Dundonnot đời thứ 9. Cái tên thì là tên khác nhưng mà khi mà qua cái biệt danh bá tước thì lại gọi là bá tước Dundonnot ha. Đời thứ 9. Sinh ra năm 1748, có biệt danh là Dundonnot Khùng do các phát minh mới kỳ quặc của mình, bao gồm cả việc khai thác hắc yến từ than kênh. Dudonot được thừa thưởng một gia sản gần như là kiệt quệ sẵn con trai của ông viết mỉa mai do ông mãi mê hỗ trợ một thế hệ nhà Stuart và nổi loạn chống lại một thế hệ khác vấn đề của ông theo người con trai là cho quá nhiều sắt vào lò nung một hình ảnh hoán dụ mỉa mai tương xứng với nhà công nghiệp nhà phát minh làm việc với nò nung từng cái một các phát minh của ông rơi vào tay của người khác một số được mua bán công bằng nhưng phần lớn trong số chúng thì bị ăn cắp, nhất là khi dư luận biết rằng ông không còn đủ khả năng để tiếp tục gia hạn bản quyền. Nói tóm lại, cộng thêm 7 đứa con chèo kéo, ông đã tán gia bại sản. Các tàu chiến tải, trợ, uh, tải trọng nhỏ hơn của anh thời Duronaut phải oan mình chống lại lũ hà bằng đinh sắt đầu to. Duronaut người từng ra khơi từ hồi 20 tuổi đã nghĩ đến việc sử dụng một lớp phủ hắc yến thay cho đinh dầu to để ngăn chặn thiệt hại từ Hà khi mới là học viên hải quân. Ý tưởng đó luôn đồng hành cùng ông trong 2 năm phục vụ hải quân. Điền trang Coros của gia đình ông với diện tích 5 km vuông dọc cửa sông Firth of tới Edinburgh có cả tài nguyên gỗ, than, muối, quặng sắt và đất sét chịu nhiệt. Đu nói, trở về nhà để giám sát các mỏ than của mình và phải gánh vác khối nợ ngay càng trong chất của gia đình và bản thân. Ông nhận tước hiệu gia đình à, gia đình khi mà bá tước đời thứ 8, cha ông mất năm 1778. Phương pháp chiết xuất hắc in được hắc in được Duranot phát minh vào năm 1780 và được cấp bằng sáng chế vào năm 1781 nhờ cho than cháy âm ỉ ở trong lò bằng cách kiểm soát không khí thổi vào thay vì đốt lò từ bên ngoài để làm nóng than ở bên trong, do đó tiết kiệm chi phí nhiên liệu đây là quy trình mà Lord Shafit đưa vào danh sách các phát minh của Anh sẽ bù đắp cho việc bị mất 13 thuộc địa của Mỹ. Khám phá của bá tước Duranot về cách thức sản xuất than cốc cho phép hạ một nửa giá hiện tại. Lò nung của Duranot sản xuất ra hắc yến và cả hỗn hợp khí than gồm hydro, carbon monoxide, metan, hydrocarbon dễ bay hơi và một ít cặn carbon dioxide và nitơ. Uh, các con trai của ông nói rằng donald đã tình cờ phát hiện ra đặc tính phát sáng của khí thang nhận thấy tính chất dễ cháy của hơi phát sinh ở trong quá trình chưng cất hắt yến bá tước đã thử lắp một nòng súng vào ống dẫn ra từ bình ngân khi mà châm lửa vào đầu súng một ánh sáng rực rỡ và tỏa khắp vùng của sông phớt rõ đến mức có thể nhìn thấy bờ đối diện như người ta kể sau này dù vậy donald đã bỏ qua sản phẩm này coi nó là một hiện tượng tự nhiên gây tò mò mà thôi. Chắc chắn vì bá tước còn đang mãi mê cho ưu tiên thực tế là lấy lại tài sản của gia tộc. Mẹ ông đã viết một cách cay đắng vào khoảng thời gian này. Nó đã tự biến mình thành kẻ khánh kiệt rồi lại quên mất chuyện đó là tự nó gây ra. Ông không nhận ra giá trị của sản phẩm phụ dễ cháy từ hắc yến và quy trình sản xuất than cốc của bá tước có vẻ không mấy sáng tạo lắm. Một người làm công cao tuổi kim thợ rèn từng tham gia các thí nghiệm của Dudonot đã nói với một người chuyên viết điếu văn rằng, đức ngài có thói quen đốt khí than ở trong tu viện một cách tò mò bâng quân để phục vụ cho mục đích này ông đã làm một cái bình thùng hãm trà lớn. Sau đó ông thường xuyên bơm đầy khí đốt vào và mang đến tu viện để thắp sáng hội trường, nhất là khi ông có bạn đi cùng. Người viết điếu văn khi nghe chuyện đã suy đoán rằng Donald đang mày mò thí nghiệm hắc yến. Xong, khí đốt thô phát sáng yếu và ống nước bằng gan dễ dẫn khí đốt lại có giá cao, khiến cho việc sử dụng nó ở Scotland thời ấy là không phổ biến. Bất kể vì lý do gì, Duranot đã bỏ lỡ cơ hội phát triển một sản phẩm thiết thực có giá trị lớn. Tổng bộ hải quân đã từ chối đề xuất của Donald về vỏ chống hà bằng hắc yến. Thay vào đó họ chọn đồng làm lớp bọc uh, lớp bọc tàu. Vì Bá tước đã phải bán hết phần bất động sản còn lại vào năm 1798 để chi trả các khoản nợ. Ông qua đời ở trong nghèo đói ở Paris vào năm 1831 rất là đáng buồn ha nghĩa là ông cũng rất là giỏi nhưng mà cuối cùng cái sản phẩm ông làm ra là không dùng đúng thị trường <laughs> cuối cùng là tán gia bại sản ha tuy nhiên Dunonot gần như chắc chắn để giúp Bunton và Watt biết đến khả năng dùng khí than làm nhiên liệu chiếu sáng Thomas Cochrane vẫn nhớ như in chuyến đi đến London với cha khi ông lên 7 vào năm 1782. Khi mà họ ghé thăm James Watt, ông ghi lại: "Một số chủ đề khoa học được thảo luận trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi bao gồm những sản phẩm khác nhau của than, cả hiện tượng khí đốt phát sáng của lò nung tu viện Coros. Tình cờ thay, đối tác sản xuất công nghiệp của Watt, Matthew Boulton, cũng thảo luận về các dự án sản xuất trong bữa tối với phu nhân Dodonot trong chuyến du lịch Scotland và và Ireland năm 1783. Nhiều người khác đã thử nghiệm với khí than vào cuối thế kỷ thứ 18, đặc biệt là người Pháp đang tìm kiếm một nguồn khí đốt rẻ tiền để dùng cho khinh khí cầu sau những chuyến bay khinh khí cầu hơi nóng đầu tiên của anh em nhà Montgolfier vào năm 1783. Nhà hóa học người Hà Lan là Jan Peter Mikolas tại Đại học Leuven đã tạo khí đốt từ than cũng như là các nguyên liệu thô khác như là rơm, gỗ, xương và các loại hạt. Mikolas đã báo cáo lại những phát hiện của mình trong cuốn hồi ký năm 1784. Ông cho rằng khí than là sản phẩm dễ sản xuất nhất về số lượng và đến năm 1785, ông đã sử dụng khí than để thắp sáng giảng đường của mình. Tuy nhiên, ông đã không nghiên cứu xa hơn khi mà trốn khỏi Louvain vào năm 1790 trong cuộc cách mạng ở Brabant. Alessandro Volta, trước khi mà ông phát minh ra cục pin đầu tiên trên thế giới vào năm 1799, đã phát minh ra một dụng cụ thắp sáng dùng khí than và việc thắp sáng đó đã được áp dụng phổ biến trong giới khoa học khắp châu Âu và nước Anh. Trớ trêu thay, mục đích của cỗ máy chế tạo công phu của Volta chỉ đơn thuần là thắp nến, diêm chưa được phát minh trước năm 1828 mặc dù nó cũng được sử dụng để làm đèn. Ok, ở đây có hình ảnh một cái bật lửa khí than. Khí than là như thế nào ha? Ngày nay chắc là có rất là nhiều thứ hay nghe nhưng mà bây giờ người ta không có xài nữa. Nên coi như là không biết hình dáng hay là nó nó ở ngoài như thế nào ha. Khí mà được tạo từ than mà đốt rất là sáng thì thường thường mà mình biết cục than người ta đốt lửa thôi còn không biết khí than là nó như thế nào thì đây đây là một cái bật lửa volta nước ở khoang trên được xả vào khoang dưới a khoang dưới a chữ a ở đây này các bạn để đẩy khí ra ngoài thông qua vòi h thông qua vòi h đây sau đó được đánh lửa bằng tia lửa bắn vào hai cực l l l Ủa thời này có có điện chưa mà bắn lửa bằng bằng hai cực vậy các bạn chắc là phải có điện rồi đúng không có điện rồi nhưng mà điện chưa phổ biến thì cái này cũng khá là hay ha nhìn vào cái bình bật lửa này thì cứ nghĩ ở dưới đây là xăng dầu nhưng mà không phải vậy ha hồi chưa hồi xưa là chưa có chưa có xăng dầu lỏng như như bây giờ thì ở đây là nước thôi cái bình trên đây mình nghĩ là nước xong rồi ở trong cái bình a này nè thì nó đầy những cái khí ở đây là khí than thì để đẩy khí than ra ngoài thì họ sẽ cho nhỏ cái giọt nước từ trên xuống nhỏ giọt nước xuống thì nước nó dâng lên thì khí nó sẽ bị đẩy ra chỗ cái ống h này và ở đây ở đây rất là ảo diệu ha có cái uh, có cái bộ đánh lửa bằng này không biết đánh lửa bằng đá hay là bằng điện ha mà nhìn cái bộ này giống như là đánh lửa bằng điện các bạn tự nhiên thấy hai cái uh, hai cực nè ở đây là hai cực l l nè đó cũng rất là hiện đại chỉ có khác là người ta dùng khí than thôi chứ không phải là dùng xăng dầu như bây giờ ha Charles dealer một nhà sản xuất dụng cựu người Hà Lan à check comment cái rồi đọc tiếp nha tranh thủ check comment cái để để chút hồi nó trôi mất tiêu luôn hai chào Văn Chiến nha chào Lâm Khải chào Lê Anh nha hai chào Hoàng Vinh chào Mỹ Hằng ai à, chào thư hà <laughs> mình chưa bao giờ livestream bán áo huy trường ơi <laughs> rất là kỳ lạ bay bán áo mà không có làm livestream bán áo ha hai chào văn chiến thư hà chia sẻ là cây bất nhà bác em có nè đó không biết là có lấy ra đốt thử không hai chào mỹ tiên nha tân hỏi một xi linh là bao nhiêu về mọi người lâu quá em không à, không đổi quên mất tiêu rồi ý em là đổi tỷ giá bây giờ á chứ đồng đó dạng tiền cổ rồi cái đồng linh nhìn đẹp lắm đó hai chào nguyễn xuân bạn nào biết trả lời tân nha hai chào hoàng trọng nha Ở đang đọc quyển sách tên là năng lượng nha hoàng trọng ơi hai chào tiến thái nha <laughs> tân kêu mở cá heo với cá voi đốt trời ơi thơm lắm thực sự là bây giờ các bạn không ai dùng mỡ cá mỡ heo để đốt đèn hết nên là mấy cái cái mà hồi xưa người ta dùng những cái mỡ những loài động vật đó để đốt đèn á thì nghe lạ quá với lại mình không tưởng tượng được cái mùi của nó nó sẽ như thế nào ha như tân chia sẻ thì nó thơm mà để hoặc kép chắc là nó rất là hôi nên không biết nó là như thế nào hai chào hoài sơn nha chào tiếng an <laughs> tân kêu hơi đó nhưng mà mỡ người đốt đốt đèn vẫn được hả ok chắc là mỡ con nào cũng đốt đèn được ok thôi chào mọi người nha à, để tiết kiệm thời gian mình mình đọc tiếp nha charles Diller, một nhà sản xuất dụng cụ người hà lan đã sử dụng khí chân cất để sản xuất thứ mà ông gọi là pháo hoa khoa học phát ra ngọn lửa rực rỡ cho biểu diễn công cộng sir gilbert elliot một nghị sĩ đảng quyết đã tham dự trong các triển lãm nhà hát của Dealer ở London vào năm 1788 với một nhóm bạn. Ông viết thư cho một người quen và nhận xét rằng nó tuyệt đẹp và thật sáng tạo buổi trình diễn mô phỏng pháo hoa nhưng mà không có tiếng ồn hay là khói bằng cách bơm khí được đốt cháy với những màu sắc khác nhau thông qua các ống thoát dealer tạo ra một ngọn lửa như là đang cháy từ gốc đến thân và sau đó là đến hoa nó đại diện cho các loài côn trùng và động vật khác nhau elliot viết và có một cuộc rượt đuổi kỳ lạ nhất của rắn đuôi chuông theo con mồi của nó và một con chuồn chuồn đuổi bắt bướm một trong các loại khí dealer sử dụng với số lượng lớn là ete ông gọi và viết sai chính tả Uh, nó là khí Hoffman phỏng theo giọt Hoffman một hợp chất y tế nổi tiếng của Ate và rượu mùi khí Hoffman trong phòng lạnh đến mức mùi khí Hoffman trong phòng mạnh đến mức khiến cho tôi và bà Johnston rất vui thích xem ra bà ấy cũng phản ứng với chất Hoffman như tôi cái này là cái này là những người đầu tiên mà gọi là hít xăng mà thấy xăng thơm đó các bạn <laughs> người khác thì lớn tiếng phàn nàn về mùi hôi thối trong khi chúng tôi tận hưởng hít thật sâu và đồng ý rằng đó là nó là mùi thơm của một đêm vui vẻ mình hồi nhỏ mình cũng rất thích mùi xăng gọi là đi đổ xăng cũng đứng kế cái cây xăng á ngồi hít lấy hít để ha thấy mùi đó thơm quá nhưng mà lớn lên thì thì bớt rồi tự nhiên lớn lên không để ý tới cái mùi đó các bạn không để ý tới cái mùi xăng nữa ha chứ hồi nhỏ mà đi đổ xe đổ xăng xe á mà tự nhiên đứng kế bình xăng nghe mùi xăng thấy thơm lắm một công ty pháo hoa của Ý tên là M. apost đã có một màn trình diễn giống như là của Dealer tại Philadelphia vào năm 1796. Một người tổ chức sự kiện khác cũng có cùng ý tưởng là Benjamin Hilly tại Haymarket Garden ở Richmond, Virginia vào năm 1802. Tất cả các hoạt động này làm cho ánh sáng khí đốt được cả kỹ sư, nhà phát minh và công chúng Anh vào đầu thế kỷ 19 biết đến. Vậy nhưng tổ chức trình diễn trong phòng thí nghiệm và sân khấu thì rất dễ việc chế tạo và phân khối phối khí để thắp sáng ở quy mô công nghiệp sẽ khó khăn hơn nhiều khó khăn không nằm ở công nghệ mà nằm ở chi phí tài chính khổng lồ bolton và watt nằm giữa cái tài nguyên đó công ty này đã bỏ ra khoản đầu tư lớn đầu tiên vào ánh sáng ga phần nào miễn cưỡng hỗ trợ công việc của một trong những kỹ sư tài năng nhất của họ một người scotland trẻ tuổi tên là william murdoch Cha của Murdoch là một chủ cối xay và làm xay xác thuê cho Alexander Boswell, cha đẻ của nhà viết tiểu sử James Boswell. Cậu bé Murdoch, sinh năm 1754, được cho là học một trường tốt ở Scotland và cha cậu đã dạy cậu một loạt các kỹ năng phong phú. Hai cha con họ đã xây dựng À, một cái cây cầu đá vững chãi bắt qua sông Nith gần Dumfries. Họ đã cùng lên ý tưởng và chế tạo một tiền thân bằng gỗ của xe đạp. Năm 1777, khi mà 20 tuổi, Murdoch đến nhà máy Boulton và Watt ở Birmingham và tự giới thiệu bản thân với Boulton, Có lẽ với thư tiến cử của James Boswell trong túi áo, Boswell đã đến thăm nhà máy vào năm, vào năm ngoái. Murdoch vạm vỡ và cao hơn 1m8, trình diện Boulton đầu đội chiếc mũ gỗ mà ông tự thiết kế và tiền những phẩm chất và kỹ năng này. Cộng với sự chứng thực từ một người địa chủ giàu có và nổi tiếng người Scotland đã khiến cho Bunton ấn tượng tới mức thuê ông ngay lập tức. Chưa đầy một năm sau, Bunton và Watch đã thăng cấp Murdoch lên thợ cả phụ trách mẫu vẽ. Và mùa thu năm 1779, công ty gửi ông đến Cornwall để lắp ráp động cơ hơi nước cho các mỏ đồng và thiết ở đó. Cornwall có ít than làm cho việc dùng động cơ Newcomen cũ quá đắt đỏ để duy trì sản xuất cái bunton là watch là một trong những cái công ty đầu tiên chế tạo ra cái động cơ hơi nước các bạn ha gọi là uh, gọi là cải tiến từ một cái động cơ hơi nước mà phải xây to như một cái nhà chế ra thành một cái cục sắt nó giống như cái cục, uh, cục chữa cháy á <laughs> cái cục chữa cháy mà hay lắp ở quanh đường á đó thì đây là cái 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 timeline của quyển sách này nó hơi lung tung các bạn ha, tại vì ở chương trước á, khi mà chuyển qua tới cái à, động cơ hơi nước mà cho xe lửa á, là tới năm 1800, 800 mấy rồi, thì bây giờ là quay lại năm 1779 có nghĩa là gần cái khoảng cuối của những năm 1800 á, thì thì coi như là tại vì mọi thứ nó phát triển cùng với nhau chứ không phải là phải hết cái này nó mới phát triển tới cái kia nên là tác giả cũng phải viết bằng cách này ha có nghĩa là trong cái khoảng thời gian mà động cơ hơi nước phát triển thì trong khoảng thời gian đó thì động cơ khí đốt à, thì những cái loại khí đốt này nó cũng phát triển trong cùng một lúc đó ha là trong cùng một lúc là ở đây là khoảng từ cuối những năm 1800 định cư ở thị trấn Redruth, Murdoch không chỉ lắp ráp động cơ Boulton và Watt ở Cornwall mà còn thường xuyên cải tiến chúng. Boulton ca ngợi với Watt vào năm 1782 rằng Murdoch là người làm việc không biết mệt mỏi, miêu tả một tuần làm việc như nô lệ suốt ngày đêm của ông, giám sát động cơ hơi nước dày ở ba mỏ khác nhau cùng một lúc năm 1784. Bolton gọi ông là người năng động và là kỹ sư lắp ráp tài giỏi nhất ông từng thấy. Nhưng Modos lại không hay bỏ công ra cho việc chiếm tình cảm của đối tác. Tôi ước William có thể làm việc như chúng ta. Watt phàn nàn với Bolton vào năm 1786 khi người kế nghiệp trẻ tuổi của họ đang bận tâm với việc xây dựng một cổ xe chạy bằng hơi nước. Watt muốn ông tập trung vào công việc kinh doanh trước mắt và cứ để những kẻ khác vứt bỏ thời gian và tiền bạc của họ để leo cây tìm cá. Con cá lớn nhất mà Murdoch săn đùng trong những năm sống ở Cornwall chính là đèn khí. Giống như là Dunodot và những người khác, Murdoch ban đầu tìm hiểu các sản phẩm chân cất khác nhau để sản xuất chất bảo quản gỗ. Năm 1791, ông được cấp bằng sáng chế cho một phương pháp làm sắt hai xung phát, một chất ổn định thuốc nhuộm Acid sulfuric và các loại uh, thuốc nhuộm khác sơn màu cũng như một hợp chất bảo vệ đáy của tất cả các loại tàu và gỗ hay phải ngâm trong nước Phương pháp này cần nung không phải than mà là tinh thể pyrite. Tinh thể pyrite là sắt đi sunfur hay là các khoáng chất đặc hoặc là quặng khác trong năm trong năm lấy bằng sáng chế đó, Modos đã chuyển từ dùng pyrite sang than. Trong một bài báo đọc trước Hiệp hội Hoàng gia 16 năm sau, ông nhớ là việc thử nghiệm chân cất khí từ than cũng như là từ than bùn, gỗ và các chất dễ cháy khác. Mọi người đã ngỡ ngàng với số lượng lớn khí thu được từ thí nghiệm cũng như là mức độ sáng chói của ánh sáng phát ra cùng quy trình sản xuất của nó. Các sử gia không thống nhất được khi nào thì Modoch chuyển từ thí nghiệm với đèn khí sang lắp đặt một hệ thống chiếu sáng ở trong nhà. Mặc dù các tư liệu thời Victoria cho thấy ông đã chiếu sáng cho ngôi nhà của mình ở Redwood bằng khí đốt vào năm 1792, bằng chứng chắc chắn nhất là vào cuối những năm 1790 khi mà ông trở về Birmingham từ Cornwall. James Boswell đã đến thăm Modos tại tòa nhà Redwood của mình vào tháng 9 năm 1792. Ông đã chiêm ngưỡng một số khoáng chất xứ cornwall trong bộ siêu tập của murdoch và nhận xét một cách hợm hĩnh trong cuốn nhật ký của mình sau đó rằng đó là một cảm giác mới lạ vì hóa ra con trai người ta điền lại có một thị hiếu khá đến thế nhưng ông không hề đề cập đến bất kỳ ánh sáng khí nào thứ mà hẳn đã được lắp đặt rồi những người đồng nghiệp của Murdoch ở Redwood nhớ rằng ông hay làm thí nghiệm trong một xưởng đúc ở gần đó. Sử dụng hộp kim loại đặt ở trên lửa để chân cất khí, dẫn nó qua thùng phi cũ, cho phép ngọn lửa bắn ra vài cm vào không khí hoặc là gắn một cái đê khâu vào vòi để lửa phun thành dạng tia nhỏ hơn. Một trong những đồng nghiệp của Murdoch đã nhớ lại, túi da và lụa phủ bóng, bao nhỏ và bình bằng sắt được bơm đầy khí, đốt cháy và mang từ phòng này sang phòng khác để xác định có thể di chuyển và duy trì nguồn phát sáng đi bao xa các thử nghiệm khác thay đổi về chất và lượng của khí được tạo ra bởi các loại than khác nhau những thí nghiệm này đã cho mudosh biết cách sử dụng khí đốt như là một chiếc đèn lồng trong những chuyến đi buổi tối từ xưởng về nhà ông bơm khí vào một túi đựng có ống dẫn khí châm ống dẫn rồi đeo túi ở dưới cánh tay như là một chiếc kèn Scotland khi về đến nhà ông chỉ việc thổi tắt ngọn lửa đổ phần khí thừa đi gấp túi lại và nhét nó vào ở trong túi áo nóng ruột với tiện nóng ruột với triển vọng về một hệ thống chiếu sáng hoàn toàn mới mà Bunton và Watt có thể trở thành công ty tiên phong Murdoch đã trình bày kết quả nghiên cứu của mình cho James Watt con trai cho James Watt Junior con trai à là cho con trai của James Watt á, ở Birmingham vào năm 1794 đề xuất rằng công ty nên nộp đơn xin cấp bằng sáng chế con trai của James Jr. và con của Bunton, Robinson đang tiếp quản lãnh đạo tại Bunton và Watt cho hai ông bố nổi tiếng sắp nghỉ hưu. Nhưng mà James Jr. đã thận trọng cảnh báo với Murdoch, tôi đã nói rằng tôi không chắc liệu đó có phải là một đối tượng thích hợp cho bằng sáng chế mới. Vài năm sau đó ông kể lại, và tôi đã khá kiên nhẫn tức là cảnh giác khi nghe đến chuyện bằng sáng chế và thời điểm đang tập trung bảo vệ bằng sáng chế mà cha tôi đã có được để cải thiện động cơ hơi nước cái này là bằng sáng chế của Bunton và Watch ấy, là hết hàng vào năm 1800 ha thì trong cái thời gian mà cái anh chàng mua này uh, đem cái phát hiện của mình lên cho những cái ông chủ công ty thì lúc này là công ty đang có một cái kế hoạch khác đang có một cái à, cái mối lo khác ha nên họ không có để ý tới cái này. James Junior cũng chỉ ra các nghiên cứu trước đây của Dunonot và những người khác kết luận tôi đã khuyên ông Modosh không nên theo đuổi thí nghiệm hiện tại cho đến khi câu hỏi về động cơ hơi nước đã có câu trả lời chắc chắn và cho đến khi chúng tôi có cơ hội xem xét vấn đề này kỹ càng hơn. Modosh chấp nhận và không có gì được thực hiện tiếp cho đến năm 1801. Điều đó không hoàn toàn đúng. Năm 1794, độc lập với Modosh, James Watt sr là cái gì này mình nghĩ là đánh sai chính tả các bạn jem junior mới đúng đúng không là gr mới đúng jem junior là là watt con á giống như là chockbut rồi chockbut con á đó thì ở đây là jem junior ha bắt đầu làm việc trong điều kiện khó khăn cho một thiết bị tạo khí được à, một thiết bị sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ đèn khí lĩnh vực điều trị mới này được gọi là y học khí hơi phát minh của Thomas Bethoes, một bác sĩ tốt nghiệp Oxford và Edinburgh. Công việc của Bethoes tại Bristol bắt đầu vào năm 1793 sau một thời gian làm phó giáo sư hóa học tại Oxford. Mặc dù có năng khiếu thiên bẩm, ông vẫn bị từ chối một ghế giáo sư hoàng gia danh giá trong ngành hóa học bởi vì ông đã tham gia hoạt động chính trị ủng hộ cách mạng Pháp. Bố vợ tương lai mô tả ông vào khoảng thời gian này là một gã dân chủ béo lùn với những khả năng đáng kể, có tên tuổi lớn ở trong thế giới khoa học dưới danh nghĩa một người theo chủ nghĩa tự nhiên kim nhà hóa học, tốt bụng và hài hước, một người trọng danh dự và đức hạnh, nhiệt thành và ngay thẳng. Nếu chịu hoãn các ước mơ chính trị của mình cho đến khi đã xong sự nghiệp ngành y thì anh ta sẽ thành đạt và kiếm được cả núi tiền. Beddoes đang chuẩn bị mở một phòng thí nghiệm nghiên cứu kết hợp phòng khám tại Bristol Hotwell, một trung tâm spa dành cho bệnh nhân đường phổi. Việc này cần sự hỗ trợ và đầu tư lớn. Ông vốn đã giành được thiện cảm của Aramis Darwin, người đã dần dà giới thiệu ông với Watt Petros, lần đầu tiên là lần đầu liên lạc với Watt vào ngày 4 tháng ngày 4 tháng 3 năm 1794, nhấn mạnh vào niềm say mê thí nghiệm của cá nhân ông. quá tôn trọng cách tiếp cận khoa học này do cả hai người đều chịu ảnh hưởng từ Anderson. Trong những lá thư hàng tuần tiếp theo, người viết tiểu sự của Beddoes mô tả về kinh nghiệm của Beddoes với bệnh nhân thở oxy, khí hydro, khí đặc carbon dioxide và hydrocarbonate, khí nước tức là carbon monoxide và hydro cùng với những vấn đề ông gặp phải với thiết bị trợ hô hấp đó chính là những bài toán mà ông hy vọng Watt có thể giúp giải quyết. Watt gặp phải vấn đề đau buồn hơn. Cô con gái 15 tuổi yêu dấu của ông, Chelsea, đứa con muộn từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông, bị bệnh lao. Khi mà tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn vào mùa xuân năm đó, Watt đã cầu viện đến Darwin. Ông ấy đem lại rất ít hy vọng. Watt kể với bạn của mình là Joseph Black. Ngoài việc kê đơn cho sốt và các triệu chứng khẩn cấp khác, Darwin đề xuất họ thử dùng khí Besto. Besto đã thăm khám cho Jesse hàng tuần nhưng mà cũng không đem lại cho Watt nhiều hy vọng. Ông đã cho Jesse thở carbon dioxide. Cơn... Ghê các bạn. Cho thở gì không cho thở mà cho thở carbon ha. <laughs> cơn giật của cô ấy quát gọi là cơn hoảng loạn cùng sức khỏe yếu đã không cho phép ông thử các loại khí hay là thuốc khác thời nay các bạn bị bệnh hay là mệt á người ta chọn cho thở khí oxy chứ thời trước là cho thở khí carbon dioxide ha Jesse qua đời vào tháng ngày 6 tháng 6 năm 1794. Watt đã viết cho Black vào thứ hai sau đó. Cô con gái đáng yêu của tôi đã qua đời vào sáng thứ sáu sau khoảng thời gian dài đau đớn. Cơn sốt của con khi tôi viết cho anh lần trước trở nên nguy kịch và rất trầm trọng. Đáng lẽ chúng ta có thể nhận ra sớm hơn nếu mà không bị lạc lối trước các cơn hoảng loạn của con bé. Để không chìm vào đau buồn và hy vọng được uh, hy vọng cứu được những người khác. Bệnh lao là dịch bệnh khủng khiếp ở trong thời đại đó, cứ bốn người lại chết một. Watt đồng ý giúp Beddoes bằng cách thiết kế và sản xuất một thiết bị trợ hô hấp. À, vào ngày 30 tháng 6 năm 1794, khi mà ông viết cho Darwin để cảm ơn lời chia buồn của vị bác sĩ, ông giải thích lý do tại sao mình ký hợp đồng với Beddoes. Tôi đã biết từ lâu khi mà không thể kháng cự lại cái ác thì niềm an ủi tốt nhất là chuyển tâm trí sang bất kỳ chủ đề nào khác có thể chiếm lĩnh nó lúc đó. Đến lúc đó, điều đáng nói là chỉ 24 ngày sau khi con gái ông an nghỉ, Watt đã thiết kế và chế tạo thiết bị của mình. Như là trong lá thư của ông gửi cho Darwin, tôi đã chế tạo ra một thiết bị chiết xuất, làm sạch và thu thập khí độc và khí dược liệu. Ông đã gửi cho Darwin một cái và nói thêm, hy vọng ông có thể thử đủ liều không khí độc và tốt, và tôi hy vọng trong tay ông thành công sẽ đạt được. Hai tuần sau, Watt đã phúc đáp với Beddoes, đồng ý cung cấp thiết bị này cho công chúng ở một mức giá chưa được xác định nhưng mà đảm bảo mềm nhất có thể. Beddoes gửi bức thư kèm với mô tả của Watt về thiết bị trong một cuốn sách ông xuất bản vào cuối năm đó dưới tên của hai người. À, <laughs> cuốn sách tên rất là dài ha. Những nghiên cứu về ứng dụng y học sử dụng không khí nhân tạo và về cách thức điều chế chúng với số lượng lớn. Hồi xưa mình để ý các bạn những cái uh, <laughs> những cái quyển sách á tên nó dài lắm các bạn không hiểu sao ha thiết bị của watt bao gồm một cái nồi để chứa các vật liệu được khí hóa được gọi là nồi chân cất với một cái nắp chặt được đặt ở trên lò lửa và nối với một đường ống dẫn đến một bể chứa nước nơi mà khí sinh ra trong nồi có thể được rửa sạch và làm mát một đường ống khác sau đó dẫn khí đã làm sạch và làm mát đến thùng đựng khí một ống bể nơi khí có thể được tích lũy và chuyển vào túi lụa bôi dầu bệnh nhân sẽ hít khí vào từ một trong các túi này mình uh, mở cái máy trợ khí cho mọi người coi nha xong rồi check comment luôn đây đây là máy tạo khí của Watt nồi chân cất bên phải ở trên lò đun nồi chân cất bên phải ở trên lò đung chắc là nồi này à, bể làm mát và làm sạch ở giữa thùng đựng khí thải ở bên trái đây là cái bể làm mát nè còn đây là cái thùng sẽ đựng ra khí thải phễu và đường ống nối trên nồi chân cất đưa chất lỏng vào nồi chân khí được làm sạch và làm lạnh từ thùng đựng khí được đưa vào túi lụa bôi dầu hình thứ hai ở hình thứ hai ở trên hình đầu tiên là phiên bản ống lửa nhỏ hơn của thiết bị này một xi lanh phía trên bên phải ở phía cuối phễu đây cái hình thứ hai là hình này là một cái thiết bị nhỏ hơn của thiết bị này ha mình không biết cái thiết bị này chân không lẽ là cái thời đó mà người ta đã tách được oxy ra khỏi nước rồi hả các bạn này là chân ra cái gì ta này là máy tạo khí nè chắc ở đây là chân gọi là tách tách oxy ra khỏi nước á mà không biết đúng không nha mình nghĩ vậy thôi chứ không biết là máy này nó tách được khí gì tạo ra khí gì ha ok uh, check comment cái rồi mình đọc tiếp nha Tân kêu nhìn cái bật lửa giống cái bong. Ok Tân ơi. Giống thiệt. Điện có từ năm 1759 rồi nhưng mà giá thành cao lắm. À ok Tân ơi. Hai chào Quốc Huy nha. Bình cao chia sẻ mùi xăng dùng để chạy xe hai thì thơm lắm. À, ok. À, hai chào bạn Lý Độc Hành nha. Chào Hoa Nhật. Hai à, chào Hưng Gia nha. Ở có mấy bạn comment trong livestream mà bị báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ha. Đó là cái cái dở của việc tự động hóa các bạn. Tự động hóa có cái rất là hay là coi như là chúng ta đỡ phải gọi là check hay là làm gì đó. Ờ, Facebook sẽ tự động khóa những cái bình luận nào nó kiểu có có chữ bậy hay là vân vân, nhưng mà cũng có cái dở là đôi khi nó nhận diện bị sai và blog bị sai nhá giống như hồi xưa chơi, chơi game mà các bạn chat trên kênh thế giới vậy đó à, có mấy cái từ tự nhiên đâu phải chữ bậy đâu nhưng mà kiểu uh, cái hệ thống tự động mà nó cứ bắt gặp cái chữ đó tự nhiên là người ta khóa <laughs> ủa mà sao khóa ghê gì mình tưởng là facebook kiểu như là chặn comment hay là ẩn comment thôi chứ sao lại khóa người là khóa nick luôn hả hai chào gió nam nha Vương hỏi carbon sao mà thở Mình cũng không biết sao mà thở được luôn ha Hoài Sơn bị hai lần rồi hả Ngộ vậy À Vịnh Cao chia sẻ nè Carbon kích thích hô hấp đó anh Thở nội khí quản có 5% CO2 95% oxy để kích thích hô hấp Khi mà ngộ độc khí CO À Ok Vịnh Cao ơi Thật ra các bạn chúng ta hay nói là hít khí oxy nhưng mà thở ra CO2, uh, thở ra carbon á, nhưng mà thật ra carbon cũng rất quan trọng ha. Là người chúng ta phải có khí carbon, nếu mà không có khí carbon thì nó sẽ có những cái hiệu ứng cho người chúng ta ha. Cái này là khi mà mình thực hiện cái phương pháp thở của Wim Hof á thì mình đọc cái lý giải mà tại sao cái cơ thể của chúng ta khi mà uh, bạn nào mà chưa biết cái phương pháp thở Wim Hof thì lên YouTube sạch rất là hay ha. Cái phương pháp thở đó có thể giúp cho cơ thể chúng ta khỏe hơn, tăng hệ miễn dịch và coi như là nói chung là tập thì các bạn sẽ thấy cơ thể sẽ có những cái hiệu ứng rất là ảo diệu mà chỉ bằng cách các bạn thở thôi. Để các bạn thấy cơ thể mình nó thay đổi liền. Đó, thì khi mà thở bằng Wim Hof thì một cái phần lý giải là do cái cách thở nó nó bơm đầy khí oxy vào trong cái tế bào nhưng mà lại thiếu carbonic ha là đẩy hết khí carbonic ra thế là làm cho cơ thể gọi là nó 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 có một cái hiệu ứng là giống như bị tê các bạn tê toàn cơ thể luôn và phải nín thở một chút để cơ thể gọi là tạo ra đủ khí carbon thì tự nhiên cái cái cái, cái tê á, nó sẽ bị biến mất đó nó sẽ bị giảm dần và nó biến mất như vậy là cái cơ thể của chúng ta thì vẫn phải cần khí uh, khí uh, carbon nha không không có chỉ là cần khí oxy mà vẫn phải cần khí carbon để làm gì chính xác thì mình không biết nhưng mà cũng phải có khí carbon trong cơ thể nha chứ không phải cứ carbon là kiểu như là phá hoại cơ thể ok ok vịnh cao ơi liêm pha hỏi cuốn không đến 1 giờ xem lại ở đâu từ 0 đến một uh, xem lại trên facebook liêm pha ơi À, mình có cái group là đọc sách và thảo luận á các bạn vào đó có một cái danh sách những cái sách nào mà mình không có được up lại ở trên youtube nữa tại vì nhà xuất bản họ không có muốn mình up thì mình uh, để trên facebook cho mọi người có muốn nghe thì lên nghe lại ha bạn đi đọc hành chia sẻ điện phân nước để tách uh, uh, hydro và oxy có vẻ nhanh hơn đúng rồi thì tất nhiên là công nghệ ngày nay phải nhanh hơn rồi <laughs> Bình Phú chia sẻ hít carbon giật giật sợ vãi Hai chào Hoài Trần nha, chào Kiệt Phạm Chí Linh thì thời nay hít tàn drama không à <laughs> Hít hít drama bổ phổi lắm các bạn Tân họ uh, chia sẻ cứ sau mỗi livestream của anh là em ăn một cái Vi phạm cộng đồng, tưởng mình sẽ bị gì Ai về, do con AI, Facebook ngu quá <laughs> Ok Tân uh, ngộ vậy mình nghĩ chắc cũng không nghiêm trọng gì đâu gọi là nó bắt lộn như thôi ờ, có gì thì kháng cáo hoặc là nó nó báo nhưng mà bị lộn hết bạn mình làm riết rồi mình làm trên facebook riết rồi á mình cũng chai rồi các bạn nhiều lúc đó là facebook gọi là cấm mình đăng 3 ngày hoặc là cứ tưởng là mất tài khoản hay là cứ tưởng là mất cả bay luôn kìa nói, nói chung là nhiều lúc là đau tim lắm nhưng mà bị facebook gọi là hù cho biết bao nhiêu đợt rồi giờ gọi là kệ luôn Thôi chừng nào tới đâu hay tới đó ha Gọi là AI của Facebook nó cũng rất là ngộ Rất là ngộ ha <laughs> Kiểu như là giờ nhiều người dùng quá rồi Mà để cho từng cá nhân duyệt comment hay là duyệt này nọ Thì đâu có nổi đâu phải dùng AI Nhưng mà AI thì cũng lỗi rất là nhiều Tân chia sẻ khí O2 là khí độc mà anh Nghiên cứu uh, báo cáo Trẻ mà hít khí 100% oxy là nhanh đi lắm Lúc đầu người ta tưởng tốt À ok Tân ơi gọi là cái gì cũng đều độ ha vật cực tất phản nhiều oxy quá thì cũng chết mà ít oxy quá thì cũng chết ha nó phải cân bằng <laughs> ok tiếp tục máy của watt về cơ bản giống hệt với đèn khí ngoại trừ các loại khí bổ sung mà nó tạo ra và chúng được dùng để hít vào thay vì để châm lửa Watt đã giới thiệu nó vào thời điểm các loại khí và quy trình sản xuất chúng đang được nghiên cứu ở Anh và khắp Châu Âu. Với sự hỗ trợ từ Darwin, con trai út ngoài giá thú của Josias Wedgwood tên là Thomas, nữ công tước Devonshire và những người khác, Beddoes đã mở phòng thí nghiệm và phòng thám của ông ở Bristol, Hotwell vào ngày 21 tháng 3 năm 1799. Nó đã thu hút một số lượng lớn bệnh nhân từ khắp nơi. Đầu tiên, Beddoes điều trị bằng các biện pháp thông thường để bảo đảm năng lực y tế của mình với tư cách là bác sĩ. Về vị trí tổng giám sát phòng thí nghiệm, ông thuê Humphrey Davy, 20 tuổi, mới hoàn thành việc học nghề hóa học ở quê nhà Cornwall của anh ta. Họ cùng nhau bắt đầu thí nghiệm oxit nitơ và thí nghiệm rốt cuộc đã có sự tham gia của James Watts, nhà thơ Samuel Taylor Coleridge và Robert Southey và sẽ bôi nhọ danh tiếng của Bedros, Bedros Họ sản xuất khí ở trong nhà máy tạo khí mà Watt đã thiết kế bằng cách đốt nóng các tinh thể amoni nitrat. Này phải amoni nhắc không các bạn, tự nhiên đi đốt cái này chi ta. Này hôi lắm luôn á. Lần đầu tiên Davy hít thử khí, ông đã la, 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 hét, la hét, nhảy nhót và chạy qua phòng thí nghiệm. <laughs> này là này là không phải hít xăng thơm nữa các bạn mà là này là hít mùi này là mùi mà siêu khai luôn các bạn amoni nhắc á lần đầu tiên david hít thử khí ông đã la hét nhảy hót và chạy quanh phòng thí nghiệm hành động của ông trở nên đa dạng và dữ dội pha lẫn sự hưng phấn tột độ ở vùng ngực và tứ chi ông đã đê mê trời ổ khí này hít lên mà giống như là giống như là chơi doping nha các bạn ông nó đê mê nhưng cả ông và Bedos đều không biết phản ứng đó chỉ đơn thuần là say độc đối với họ đó là dấu hiệu đồng thời là một phương pháp điều trị y tế mới có hiệu quả mạnh mẽ có thể giúp khôi phục chuyển động ở các chi bị liệt hoặc là cung cấp năng lượng cho những người tàn tật như là Tom Whitwood mình tưởng tượng như hồi xưa người ta tưởng là cho những người mà bị tàn tật á hít cái khí này thì sẽ gọi là chạy vòng 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 như ông Davy này ha kiểu như là bị uh, bị say thuốc á chẳng mấy chốc họ đã chia sẻ khám phá này với bạn bè để tiêu khiển cũng như là điều trị cho bệnh nhân nhiều người trong số đó đã cảm thấy sự nhẹ nhõm và hoạt bát nhất thời David nghiện loại khí này lúc nào cũng trữ một túi lụa màu xanh lá cây chứa khí ở trong phòng để hít riêng hoặc là khi đi bộ một mình dọc sông Avon vào ban đêm ông đã ghi lại từ thời xưa người ta đã thích sự phê pha rồi ha ông đã ghi lại trong cuốn sổ của mình khi đang phê thuốc rằng dường như tôi đã trở thành một tạo vật vĩ đại mới được sinh ra và vượt trội so với những kẻ phàm trần khác sao tây đã ước đoán rằng bầu không khí của chốn thiên đường cao cả nhất hẳn phải được tạo thành từ thứ tiên khí này nhiều hơn một người đã nói đến việc rơi vào trạng thái theo cách nói của coleridge của thứ niềm vui không lẫn đi đâu được lớn hơn so với bất kỳ thứ gì trước đây họ từng cảm nhận này giống như là chơi chơi bóng chơi bóng vậy đó chơi bóng bóng cười bóng khí bóng đi tơ mà này là khí đốt từ amoni nitrat các bạn ha mà mình thấy nó mạnh hơn là bóng cười nhiều David đã nhận thấy rằng loại khí này ức chế cảm giác đau đớn Sử gia Mike Jay nhận xét rằng một ý kiến trong tuyển tập ra đời vào năm 1800 của Davy Researches Chemical and mình đọc tên tiếng Việt nha, là các nghiên cứu hóa học và khoa học chủ yếu liên quan đến oxit nitơ hoặc là khí thiếu yếu tố cháy và việc hô hấp khí này đã thu hút sự chú ý của giới học giả hơn toàn bộ phần còn lại của cuốn sách câu đó là oxit nitơ trong hiệu quả phong phú của nó xem ra có khả năng làm tan biến nỗi đau thể xác nó có thể được sử dụng với lợi thế lớn lao trong các hoạt động phẫu thuật không xuất hiện nặng nếu có một loại khí vào năm 1800 có thể loại bỏ nỗi đau khủng khiếp của việc phẫu thuật hoặc nhổ răng thì tại sao loài người phải đợi đến năm 1842 cho lần đầu tiên ứng dụng nó trong nha khoa Jay đã trả lời câu hỏi này một cách thông tuệ không phải vì Bedos và Davi quên tính năng gây tê của nitơ oxit nhận xét trong tuyển tập các nghiên cứu của Davy đã làm rõ điều này mà bởi trước tiên hiệu ứng rõ ràng nhất của khí này là gây hưng phấn không mất ý thức thứ hai là quan điểm y học và tôn giáo thống trị thời đó cho rằng đau đớn là tiếng nói của thiên nhiên một điều kiện cần thiết của cuộc sống thậm chí là một sự kích thích giữ cho bệnh nhân sinh tồn và thứ ba là gây mê được coi là không cần thiết và thậm chí là xúc phạm đến bác sĩ phẫu thuật trái ngược với những yếu tố quan trọng trong phẫu thuật tức là kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật và sự dũng cảm của bệnh nhân. Che kết luận, khi xuất hiện vào những năm 1840, gây mê quả thực đã đáp ứng được nhu cầu của các bác sĩ phẫu thuật và bệnh nhân. Các tiến bộ kỹ thuật đã cho phép việc phẫu thuật trở nên tinh vi hơn và khả năng chống chọi của bệnh nhân trở thành một nhân tố hạn chế cần phải được giải, quy... à, giải quyết. À như vậy cái này là tiền thân của những cái khí gây mê nè, gây mê cục bộ rồi gây mê toàn phần này, này nọ ha. Có một số clip mà nước ngoài các bạn là họ đi uh, đi uh, bác sĩ mà nha khoa các bạn, họ hay sử dụng nhiều cái uh, cái cái khí mà gây mê quá cuối cùng họ họ bị nói sản á. Ở Việt Nam thì mình thấy là người ta có nhổ răng thì cũng uh, ít xài khí đó nha mà không biết sao bên nước ngoài bên phương tây họ xài cái đó rất là nghĩ là mình nghĩ là liều rất là cao ha làm cho người ta bị kiểu như là nói sản luôn á thì đây chắc là là cái loại khí đó đó Thời đại của các nghiên cứu về oxit Bedos và Davy cũng là giai đoạn tiểu thuyết gia người Anh Fanny Burney trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ vú triệt để mà không gây mê vào năm 1811. Bà đã mô tả trải nghiệm kinh khủng này ở trong bức thư nổi tiếng gửi chị gái Esther. Lưỡi thép đáng sợ xuyên vào ngực của em Cắt ngang qua tĩnh mạch, động mạch, da thịt và dây thần kinh của em Em không thể kiềm chế tiếng kêu khóc vang vọng Em bắt đầu hét không ngớt suốt thời gian mổ Thật đau đớn đến khôn cùng Ca mổ cứ thế kéo dài 20 phút Máy tạo khí của Watt đã dừng bước về mặt y tế ở đó Đồng thời dẫn đến sự phát triển của thắp sáng khí đốt quy mô lớn khi mà William Murdoch quay về Birmingham vào năm 1798, ông tiếp tục công việc trước đây của mình về chiếu uh, chiếu sáng khí tại xưởng đúc mới tiên tiến của ở Soho mà Bunton và Watt hiện được tổ chức lại thành Bunton, Watt and and Co ha và đồng nghiệp á Vừa mới xây dựng ở ngoại vi thành phố, James Junior đã làm chứng rằng máy đốt khí than của Murdoch đã được áp dụng trong nhiều đêm liên tiếp, cung cấp ánh sáng cho xưởng đúc. Các thí nghiệm trên các khẩu độ khác nhau được lập lại và mở rộng trên quy mô lớn. Các phương pháp khác nhau cũng được thực hành để tẩy sạch và thanh lọc khí, để loại bỏ được khói và những cái mùi khó chịu. James Jr. đã giải quyết mọi nghi ngờ còn lại về cam kết tham gia kinh doanh của ông trong sản xuất thiết bị đèn khí sau khi anh trai cùng cha khác mẹ của mình đến thăm Paris vào cuối năm 1801. Gregory viết về nhà Bảo với Mondos rằng có một cá nhân ở đây đã không chỉ đơn thuần là chế tạo ra một chiếc đèn với khí ga sinh ra bằng nhiệt từ gỗ hoặc than mà còn đã thắp sáng ngôi nhà và khu vườn của mình với nó và suy tính đến việc thắp sáng cho cả Paris. Người Pháp coi người đàn ông đó, Philip Lebon, một kỹ sư bộ cầu đường, là người phát minh ra khí phát sáng. Lebon gia nhập bộ khi mà ông 25 tuổi. Vào năm 1792, cùng năm đó đã nhận được phần thưởng quốc gia trị giá 2.000 francs, ngày nay là 24.000 bảng tương đương 34.000 đô la cho phát minh liên quan đến động cơ hơi nước. Bắt đầu cùng thời gian và phần lớn thập niên đó, Lebon đã thử nghiệm với khí phát sáng được làm từ mùng cưa trước khi đăng ký bằng sáng chế máy tạo khí. Ông đặt tên là đèn nhiệt vào năm 1799. Giống như là hệ thống của Watt, đèn nhiệt bao gồm một bình cổ ông đặt trên lò đun được kết nối với một bể chứa nước để rửa khí, kết nối với thùng đựng khí và một ống dẫn từ thùng đựng khí vào không gian được chiếu sáng và kết thúc bằng van xả khí. Như vậy, á, cũng là một cái việc là sử dụng một cái đèn đốt bằng khí nhưng mà không phải chỉ một người mới nghiên cứu cái cái sản xuất ra cái đó ha mà trong cùng một thời gian sẽ có rất nhiều người cũng à tôi cũng có cái ý tưởng đó tôi cũng có cái nghiên cứu của mình tôi cũng muốn tìm ra cái vật liệu khí đốt ha cũng giống như ngày nay các bạn thấy là mọi thứ đều có việc cạnh tranh và những nhà sáng chế dễ thấy nhất là trong điện thoại ha những cái ông lớn Samsung Nokia rồi vân 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 họ cũng liên tục họ tìm cách để cải tiến cái điện thoại của mình đưa ra những cái phát minh mới nhưng mà không phải cái nào cũng sẽ thành công đó thì cái thời đại nào nó cũng như vậy ha thì cái thời này nó cũng như vậy cũng trong cùng một thời gian nhưng mà rất là nhiều người cũng gọi là trong cùng thời gian đó đi đi nghiên cứu tạo ra cái uh, <laughs> cái đèn mà sử dụng bằng khí đốt ha Bằng sáng chế của Le Bon không chỉ dùng nhiên liệu gỗ mà còn cả than, dầu, nhựa cây, mỡ động vật và các vật liệu dễ cháy khác. Dầu ở đây không phải là dầu hỏa lỏng, thời đó chưa nhận diện được dầu hỏa ngoại trừ các khe dầu rò rỉ bốc cháy ngoài thiên nhiên hạn chế. Le Bon có lẽ đang nói đến dầu thực vật như là hạt lanh hoặc là cải dầu. Trong một bản tóm tắt được đưa ra vào năm 1801 cho triển lãm chiếu sáng mà Gregory Watt đã đến thăm, Le Bon đã đánh giá phát minh của mình là công cụ tiết kiệm lao động, đồng thời nhân cách hóa nó thành một sinh vật thừa thừa hành ngoan ngoãn hơn bất kỳ kẻ hầu người hạ nào. Tin tức từ Paris đã kích thích James Junior đề nghị Modos hồi sinh dự án đèn khí tại Soho. Modos đang đi tới Cornwall về việc riêng. James Junior, à như vậy là cái ông Le Bon này là ở bên Pháp. Đó giờ chúng ta đọc Trước cái thời đèn khí toàn phát minh đến từ bên Anh không ha, từ người Anh không mà. Nhưng mà lần này mới thấy một phát minh từ của người Pháp ha. Tin tức từ Paris đã kích thích James Junior đề nghị Modos hồi sinh dự án đèn khí tại Soho. Modos đang đi tới Cornwall vì việc riêng. James Junior viết cho Gregory vào cuối năm 1801, sau khi mà trở về đây, một số thí nghiệm tiên quyết sẽ được thực hiện để xác định xem chúng tôi có tiếp tục triển khai các kế hoạch của anh ấy hay không. Họ đã tiến hành quyết định trình diễn đèn khí ở trong dịp ăn mừng hiệp ước Amiens dự kiến tại xưởng đúc Soho của họ. Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Cộng hòa Batavian là Hà Lan đã lên kế hoạch ký hiệp ước đó tại thành phố Amiens của Pháp vào tháng 3 năm 1802. Hiệp ước đã chấm dứt chiến tranh với Napoleon đệ nhất và giảm thuế nặng cho người Anh. Bunton, Watt and Co đã đặt hàng trăm đèn khác nhau, nến và 14 galon dầu để đáp ứng đơn hàng. Họ quyết định đặt thêm hai đèn khí lớn ở trong bình đồng, một đèn ở mỗi đầu của nhà máy chính. Họ gọi nó là đèn Bengal. Các phiên bản dùng khí đốt của pháo sáng tín hiệu màu xanh được sử dụng ở trên biển phát ra tia lửa hình hoa nở rộ. Người Mỹ gọi là pháo hoa que nhà sử học william Matthew đã tham dự sự kiện soho màn chiếu sáng đáng nể này là màn trình diễn công khai đầu tiên loại hình này ở đất nước chúng ta bên cạnh đèn dầu và đèn khí pháo hoa thắp sáng cả bầu trời và ba khí cầu Mon mongofia cực kỳ lộng lẫy bay lên nối tiếp nhau từ sân xưởng sản xuất theo các khoảng thời gian thích hợp với hiệu lệnh từ đại bác George Augustus Lee, một chủ xưởng ở Manchester, kim người đam mê công nghệ, đã đích thân đến thăm Soho vào năm 1800 để chiêm ngưỡng công nghệ đèn khí của Moroz. Ông rất ấn tượng với những gì mình thấy và đề nghị lắp đặt nó cho một xưởng bông mới mà ông và đối tác, George và John Philip đang cho xây dựng tại Manchester. Nó sẽ là xưởng bông khung sắt thứ hai được xây dựng trên toàn nước Anh và sẽ là một trong hai xưởng quy mô lớn nhất làm nóng bằng hơi nước với động cơ hơi nước cung cấp năng lượng cho máy dệt chạy bằng dây đai. Bunton Watch and Co đã bắt đầu đầu tư hơn 4.000 bảng, ngày nay là 478.000 đô la cho thiết bị sản xuất đèn khí vào năm 1803 Sau 4 năm nghiên cứu phát triển Công ty đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng khí đốt Tại nhà Lee năm 1804 Và cung cấp ánh sáng cho xưởng Philip Lee Vào năm 1805 Thay thế đèn dầu và nến Murdoch rất vui khi mà khí đốt Không tỏa ra thứ ông gọi là mùi hôi thối của Soho Vợ và các con gái của ông Đã đến thăm nhà máy này tối hôm đó Và khú giác đài của các nàng Đã không bị xúc phạm Lee đã thử các loại đèn khác nhau thiết bị đầu ra của khí đốt để xác định phương pháp thắp sáng hiệu quả, đèn khí rẻ và sáng hơn và an toàn hơn, cải thiện điều kiện làm việc của nhà máy nhưng cũng cho phép chủ sở hữu tăng ca không thương tiếc. Một cuốn sách nhỏ của những người bãi công được sản xuất ở Manchester về một nhà xưởng khác tương tự đã mô tả những điều kiện mà ngày nay rất quen thuộc trong các nhà máy ở thế giới thứ ba. Ở Tidesley họ làm việc 14 giờ mỗi ngày Bao gồm cả giờ dành cho ăn tối Cửa ra vào bị khóa trong giờ làm việc Ngoại trừ nửa tiếng uống trà giải lao Người lao động không được phép đi lấy nước uống Trong nhà máy nóng và ngột ngạt Và ngay cả nước mưa cũng không đến tay chúng tôi Theo lệnh của ông chủ Nếu không thì họ cũng rất hạnh phúc Dù chỉ được uống nước mưa mà thôi Bạn thấy ghê không? Thời, thời xưa á Thì đèn khí Đèn khí là một cái thứ mà nghe cũng rất là lạ ha gọi là hồi xưa họ thay thế đèn dầu bằng đèn khí tại vì đèn khí rẻ hơn nhưng mà ngày nay hoặc là chúng ta sử dụng đèn điện hoặc là sử dụng đèn dầu ha chứ còn đèn khí là đèn như thế nào thì mình cũng không tưởng tượng ra được không biết có phải giống như là đèn xài bằng khí ga hay là giống như bếp ga các bạn có phải như vậy không hay là khí ở đây là khí không biết cái thiết thế như thế nào nữa mà nghe nó có vẻ rất là nguy hiểm ha nghĩa là khí thì nó dễ cháy nổ thì không biết ngày xưa có vụ cháy nổ nào không nhưng mà hồi xưa người ta đã từng thay thế đèn dầu bằng đèn khí ha tại vì đèn khí nó rẻ hơn nó lợi hơn nhưng mà ngày nay thì lại quay lại đèn dầu Phát minh Le Bon đi vào ngõ cục Phát minh Le bon đi vào ngõ cục ở Pháp Hàng nghìn người đã tham quan màn trình diễn của ông Và đã rất ấn tượng Thậm chí kinh ngạc với chất lượng và sự sáng chói của ánh sáng Do uh, so với dầu hoặc là nến Nhưng mà chính phủ Pháp đã từ chối hỗ trợ xây dựng hệ thống phân phối Ít cá nhân sẵn sàng móc hầu bao trả 1.000 liver Ngày nay là 2.600 bảng hoặc là 3.800 đô la trở lên cho mỗi đèn nhiệt Bản thân Le bon cũng dần buông xuôi dự án của mình Ông quan tâm nhiều hơn đến sản xuất hắc yến cho tàu biển giống như là các đồng nghiệp cùng thời ở Anh hơn là phát triển đèn khí. Chính phủ Pháp cuối cùng cũng đồng ý vào năm 1803 cấp cho La Bon một khu vực rừng thông gần Le Havre với điều kiện là ông dùng nó để chưng cất hàng ngày 230 kg nhựa thông. Cuối cùng ông xây dựng một xưởng sản xuất nhựa cây, nhưng mà một vụ hỏa hạn đã phá hủy một phần xưởng, nhà riêng của ông đã bị bão tàn phá, được triệu tập tới Paris để hỗ trợ tổ chức lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế của Napoleon. Philippe Lebon bị một kẻ lạ mặt đâm chết ở trên đại lộ Cham élysées vào tối ngày 2 tháng 12 năm 1804. Đến cuối năm 1837, Paris vẫn chỉ được thắp sáng bằng đèn dầu. Triển lãm của Lebon tại Paris đã truyền cảm hứng cho một doanh nhân khoa trương người Đức tên là Frederick Albert Wilson, người đem tin về đèn khí đến London vào năm 1803 dẫu không có thiên bẩm làm khoa học, Wilson lại là một tay bán hàng bậc thầy. Đến năm 1807, ông đã bố trí đèn khí ở trong trung tâm mua sắm Pond thời thượng, hệ thống chiếu sáng đường phố bằng khí đốt đầu tiên trên thế giới và thành lập một công ty, công ty nhiệt và ánh sáng quốc gia và đế chế yêu nước mới để dẫn khí đốt đến các khu vực công cộng và tư nhân ở London. Dạ, như vậy là hồi xưa người ta đốt bằng bằng khí vậy ha các bạn tới bây giờ mà ở Việt Nam mình còn chưa có cái hệ thống dẫn khí ha tại vì mình coi phim mình thấy ở nước ngoài á thì họ sẽ trong nhà họ sẽ có khí ga giống như mấy cái căn chung cư ngày nay á, các bạn ở Việt Nam cũng có rồi á, chứ không phải không có sorry là có hệ thống khí ga ở trong tòa nhà dẫn tới cái bếp thì là hồi xưa đèn sử dụng khí tỷ này chắc khí là khí ga quá tại cái cái trang kế bên nó sẽ có một cái logo của cái công ty này mình sẽ mở cho mọi người coi đó cái công ty này là uh, quảng cáo cho bảo tàng Baltimore của Pew năm 1816 thì cái công ty này có tên là Gaslight nè đèn bằng khí ga thì không biết cái ga này có giống như ga ngày nay không hay là ga kiểu khác ha nhưng mà kiểu như là hồi xưa người ta đã xây dựng một cái hệ thống khí này là hồi năm 1800 hồi đó ha người ta đã xây dựng một cái hệ thống dẫn khí để đốt đốt đèn bằng khí ha ở những nơi công cộng <laughs> Frederick Ankum, một nhà hóa học người Đức đã làm chứng trước quốc hội ủng hộ đơn xin đặc quyền của công ty này, đã phải giải thích cho các thành viên quốc hội vẫn còn hoài nghi một ngọn lửa khí có thể được gia giảm bằng cách nhận khí nhiều hơn hoặc là ít hơn khi xoay một nút chặn. Nó được chứa trong đường ống giống như là nước hoặc là bia đựng trong thùng và bằng cách xoay vòi bạn cho nó chảy ra. Humphrey Davy đã chế giễu khi nghe lời đó Bạn sẽ phải lấp đầy mái vòm uh, San Peter để có được nhiều khí như bạn cần Và sau đó mọi thứ sẽ nổ tung Các nhà đầu tư người Anh đã hất cẳng nguy so khỏi công ty của ông Đổi tên thành công ty đặc quyền ánh sáng khí đốt và than cốc London and Westminster Khi mà quốc hội Anh phê chuẩn đơn xin đặc quyền đến năm 1810, 1810 á. Đến năm 1814, Cầu Westminster đã rực sáng ánh đèn khí và đến năm 1815, công ty đã lắp đặt gần 50 km đường ống dẫn khí ở thủ đô của Anh, tiếp tục thắp thêm nhiều đường ống nữa trong các thành phố trên cả vương quốc và các năm tiếp theo. Cha như vậy là hồi xưa. Hồi xưa là năm 1800 hồi đó là người ta thắp sáng đường phố là bằng khí ha, trước khi là có điện. Mình rất là bất ngờ tại vì mình cứ ngỡ là hồi xưa là sử dụng gỗ rồi tới xài than thì cùng lắm là người ta thắp sáng đường bằng đèn dầu hay đèn gì thôi giống như ngày nay thì không có điện thì bắt đầu đốt nến đốt dầu lên nhưng mà cái 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 công nghệ chuyển tiếp từ dầu cho tới điện đèn điện á là đèn bằng khí nha các bạn đèn bằng khí ga không biết là tốn xăng không ha ngày nay ba cái đốt bằng khí ga đó tốn tiền quá trời luôn các bạn hồi xưa mà dám dùng nó để làm đèn công cộng ha các nhà máy khí đốt khu vực cung cấp cho các nguồn khí đốt cũng phụ trách tẩy sạch mùi hôi, xô hô trong khí đốt bằng kem vôi, một hỗn hợp với tôi, với tôi là canxi hydroxit và nước. Khí than không được xử lý nồng nặc mùi hydro sulfu có mùi như trứng thối và có độc tính cao. Ammoniac là một chất gây ô nhiễm khác cũng như là carbon monoxide không mùi nhưng dễ gây chết người. Các chất rắn được khí hóa như là nhựa than và bồ hóng có thể được lọc khỏi khí than bằng cách sủi bọt qua nước kem vôi loại bỏ chất độc ở trong không khí do đó kem vôi ngày càng bị ô nhiễm và cuối cùng chuyển thành màu xanh da trời gắn cho biệt danh là màu xanh Billy hợp chất ferrofericinit giải phóng khí cyanur làm cho nó có mùi hạnh nhân đắng hoặc là mùi bánh hạnh nhân thành phố phải tập trung thành phố phải tập trung cặn khí độc bằng xe đẩy để xử lý gây ra một phiền toái nghiêm trọng nước lọc khí và hắc ến đổ trực tiếp ra cống, suối và gây ô nhiễm nặng nề. Tuy nhiên là đèn khí đem lại quá nhiều lợi ích để cưỡng lại. Ô nhiễm hiếm khi là mối quan tâm đầu tiên khi mà các công nghệ mới được giới thiệu. Glasgow, Liverpool và Dublin lần lượt được thắp sáng vào năm 1817-18 và liên tục lan rộng ra các thành phố của Anh. Bây giờ, ánh sáng khí đốt đã vượt đại tây dương đến Mỹ David Melvin, một người kinh doanh kim khí ở Newport, Rhode Island, bắt đầu nghiên cứu đèn khí vào khoảng trước năm 1810. Thời điểm ông nhận bằng sáng chế cho đèn khí, bằng sáng chế thứ hai vào năm 1813 bao gồm một hệ thống sản xuất khí về cơ bản giống công nghệ đang được sử dụng ở Anh, bao gồm một bình cổ công, một thùng đựng khí thủy tinh, bể chứa nước và đèn đốt. Thùng đựng khí được đối trọng bằng quả cân, có thể được gỡ bỏ để hạ thấp uh, bể trên tạo áp lực để buộc khí lưu trữ đi qua một đường ống đến đèn đốt. Còn hai trang nữa hết chương này rồi. Đọc cho hết luôn rồi check comment nha. Lần đầu tiên Melvin thắp sáng ngôi nhà và đường phố ở phía trước nhà ông có lẽ sớm nhất là vào năm 1806. Trong khoảng thời gian từ năm 1813 đến năm 1817, ông đã lắp đặt đèn khí cho các xưởng bông ở Watertown, Massachusetts và Providence và trong cả một ngọn hải đăng ở Rhode Island. Gia đình Pew là một gia gia, gia đình Peel là một danh gia vọng tộc ở Philadelphia. Có nhiều nghệ sĩ và chủ sở hữu bảo tàng nên không lấy gì làm lạ khi họ sẵn sàng đầu tư đèn khí cho hai trong số các bảo tàng của họ. Bảo tàng Pew, uh, Pew trong một hội trường độc lập ở Philadelphia vào năm 1814 và một bảo tàng cùng tên được thành lập ở Baltimore vào năm 1816 bởi Rembrandt Pew, một trong những người con trai của Charles Wilson Pew. Cả hai có lẽ đã xây dựng hệ thống đèn khí của họ dựa trên thiết kế của Melvin. Nhưng mà hệ thống ở Philadelphia được cung cấp nhiên liệu là nhựa thông thay vì than sau khi mà Ruben Peel đã dùng đã thử dùng than và phải chịu rất nhiều phàn nàn từ du khách về khói độc Hệ thống đèn khí được lắp đặt ở dưới hầm, không được thông gió đầy đủ nên ông phải hạn chế sử dụng. Dù sao đi nữa, than rất đắt tiền ở Philadelphia trước khi đường sắt băng qua dãy núi, Allegheny đi vào hoạt động vào cuối những năm 1840. Rembrandt Pugh thì xuôi chèo uh, xuôi chèo mát mái hơn ở Baltimore. Ông đã đặt một hệ thống đèn khí của mình trong một tòa nhà phía sau bảo tàng của mình và lọc khí than bằng cả nước và kem voi. Ông cũng tổ chức một số màn trình diễn vào đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 năm 1816, quảng cáo rầm rộ ra mắt khí đốt ở trong cái mà ông gọi là vòng tròn ma thuật của 100 chiếc đèn. Một van điều khiển cho phép ông bật tắt vòng lửa lên, một điều bất khả thi với ánh nến và hầu như không thể thực hiện với dầu. Khán giả tranh nhau đổ vào bảo tàng trong suốt triển lãm. <laughs> Bốn ngày sau khi ra mắt vòng tròn ma thuật, thành phố Baltimore cấp sắc lệnh cho phép Rebrand, Peel và bốn doanh nhân ở Baltimore thành lập công ty đèn khí thương mại đầu tiên tại Mỹ, công ty đèn khí Baltimore. Chưa đầy một năm sau, công ty này đã thắp sáng đèn đường đầu tiên và sau đó là tòa nhà thương mại và ngôi nhà đầu tiên. Tuy nhiên, đèn khí vẫn phát triển chậm ở Mỹ. Vào năm 1850, sử gia Christopher Castaneda, Castaneda ghi nhận khoảng 50 khu vực đô thị ở Mỹ đã có hệ thống sản xuất khí đốt. Nói chung, việc thắp sáng bằng khí đốt chỉ có sẵn ở các thành phố cỡ trung bình hoặc là lớn hơn và nó được sử dụng để chiếu sáng đường phố, các cơ sở thương mại và một số nơi cư trú. Khác với khí đốt, dầu cá voi và nến vỡ động vật vẫn tiếp tục là nhiên liệu khá phổ biến nhất để thắp sáng. Mỡ động vật là mở động vật là phần chất béo đã lọc của gia súc. Dầu cá voi được chiết xuất từ cá voi. Castaneda đã sai lầm về dầu cá voi. Loài động vật có vú hiền hòa nhất thế giới này đã cung cấp mỡ và dầu để thắp sáng trong nửa đầu thế kỷ thứ 19 mà chúng còn bị tận diệt gần như là hoàn toàn. Đó. Qua tới chương 8 là truy đuổi thủy quái. Chương tiếp theo là kể về dầu cá voi các bạn. Cái này là bạn nào mà coi về cái bộ phim Moby Dick ấy, thì sẽ thấy là họ đi bắt cá voi để họ họ bắt họ giết con cá voi đó để lấy cái, cái chất dầu ở trên cái đầu con cá voi hay là ở trong không biết là có lấy, lấy mỡ cá voi không ha hay là chỉ lấy cái dầu ở trên cái đầu của con cá voi thôi có nghĩa là giết cả một con để lấy lấy cái dầu đó ra thôi chứ không phải là lấy thịt để ăn ha như là ngày nay nhiều chỗ là giết cá mập để lấy cái vi cá thôi chứ thịt thì không lấy đó thì ngày xưa người ta giết cá voi để lấy dầu cá voi thì qua chương 8 sẽ là kể về cái việc đó truy lùng thủy quái để mình coi chương này bao nhiêu trang, nếu mà kịp thì đọc luôn cho mọi người nghe. <laughs> ok. Chương này khoảng 15 trang, chắc đọc luôn đi mọi người. Hôm nay kết thúc khá là sớm. Thì coi như là vẫn còn đủ thời gian để đọc thêm chương này nữa. <laughs> Hai chào Kiệt Phạm nha. Hai chào Thương Hàng, chào Chế Vinh nha. Ân chia sẻ anh nhắc phê pha mới nhớ mấy bức hình từ thời Ai Cập đã có cây cần sa và anh túc rồi á. Hẹn gì ngày xưa thầy bùa hay cho người ta gặp thần thánh. ừ, <laughs> ờ, hồi xưa là người ta những cái bộ tộc thậm chí là những cái bộ tộc còn xưa hơn là thời Ai Cập nữa. Đó là người ta đã có những cái cây gọi là thức thần rồi. Người ta đã phát hiện ra rồi, người ta đã sử dụng rồi ha. Hai à, giờ Thế Vinh nha. Mình hiểu kiểu tổ tiên của mấy con nghiện. <laughs> Liên Pha người ta đã chơi đồ từ 4.000 năm trước rồi <laughs> Vịnh Cao chia sẻ không có gây mê Tê nên hồi đó phẫu thuật cực nhanh để bệnh nhân đỡ đau đớn Nhưng có ca làm nhanh quá đồng nghĩa với thất bại tăng cao Bác sĩ phẫu thuật tỷ lệ thất bại 300% trong một cuộc phẫu thuật Được lịch sử y khoa ghi nhận Rất là ghê các bạn, rất là sợ Nghĩ sao mà phẫu thuật mà không có chất gây mê Cắt da cắt thịt ra khi mà chúng ta còn sống khi chúng ta tỉnh táo ha thì hồi xưa mình nhớ có một cái phương pháp gây mê là lấy cái cây đập vô cái đầu cho bất tỉnh ha sổ <laughs> rồi mổ nhưng mà gây mê kiểu đó gọi là tỉnh lại lúc nào cũng hay gọi là đang mổ tiện tỉnh lại cái cảm nhận cân đau chắc 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 xong rồi cũng tiêu tùng luôn ha à, chào Thế Vinh nha Cảm ơn Thế Vinh Trần Đức hỏi chắc là đèn khí neon mình nghĩ chắc là không có hiện đại như là khí neon đâu kiểu hồi xưa xài khí ga nhưng mà mình không tưởng tượng được là khí ga cũng đâu rẻ đó các bạn ngay cả thời nay mà dùng khí ga để mà uh, nấu đồ ăn thì cũng thấy tốn tiền quá trời mà mà cái dùng khí ga để thắp sáng đèn thì nó tốn biết bao nhiêu tiền hóa trần chia sẻ gas lighting là gas lighting là sản xuất ánh sáng nhân tạo từ quá trình đốt cháy nhiên liệu khí chẳng hạn như là hydro metan carbon monoxide propan butane acetylene ethylene khí thang hoặc là khí tự nhiên à ok khoa trần ơi như vậy là chắc người ta cũng phải có những cái cách làm nào đó để tiết kiệm chi phí ha chứ mình thấy ga giờ tốn tiền quá trời luôn các bạn <laughs> hoặc là người ta chấp nhận tốn tiền một cái số tiền rất là lớn để có thể duy trì cái ánh sáng đó hai chào hồng đức nha à, tân chia sẻ anh coi phim sắc lô là có thấy mấy cái đèn khí đó phim được kit thì phải chà hay vậy lâu quá rồi mình không có coi không có không có để ý luôn á mình cứ tưởng là dùng đèn dầu hay đèn gì thôi thì là có đèn khí luôn hả hai à, chào hồng đức nha chào phạm thanh khoa trần chia sẻ thời nay khí đốt dùng để quay tua pin để tạo ra đèn điện thắp sáng <laughs> ok ok Hình phố kêu là trên phố chật chội ánh đèn neon đẹp lắm luôn đó, bóc kẹo ăn mọi vỏ mình nghĩ chắc không phải là đèn đê ong mà đèn khí là kiểu bạn bật bình ga các bạn <laughs> nhưng mà vậy mình thấy cũng hơi sợ ha ngày, ngày nay là cái việc mà cháy nổ bình ga cũng còn là một vấn đề thì ngày xưa chắc là một cái vấn đề nó còn lớn hơn khi mà người ta áp dụng nó trong hệ thống công cộng ha thì nó phải có một cái chỗ nào đó tập trung những cái khí ga đó Hoa Trần chia sẻ dầu cá voi là loại dầu chất lượng nhất trước khi phát hiện ra dầu thô. À, OK, cảm ơn Phạm Thanh nha. Minh Hiếu chia sẻ lúc chưa có thuốc mê thì em nghĩ bác sĩ sẽ đấm, <laughs> đấm hoặc làm gì cho bất tỉnh ha. Hồi xưa bên Trung Quốc các bạn coi những cái phim á, thấy có điểm nguyệt gọi là chạm vô một cái người ta bất tỉnh. Tại sao không dùng phương pháp đó dạy cho các bác sĩ để coi như là điểm nguyệt bệnh nhân ha? để mổ sống đấy giống như là ông cái ông trương phi anh của trương phi là quan vũ các bạn có sự tích là mổ sống á ngồi mổ sống á tại sao không có dùng điểm nguyệt thần công hay điểm cái người bất tỉnh hay là cứng đơ gì đó xong rồi mổ cho nó đỡ vả ha phải gọi là mổ sống chi cho nó khổ cực vậy văn đức chia sẻ khí ga được tạo ra từ hệ thống biogas từ chất thải gia súc cũng rất là sáng À. Ok Văn Đức ơi. Tân chia sẻ khí neon phải có điện mới xài được. Đúng là mình cũng nhớ vậy là cái đèn neon là phải để cái khí neon vô, xong rồi cũng phải cắm điện vô nó mới cháy ha. Chứ không phải cứ bỏ khí vô là nó sáng. Ok, tiếp tục. Thêm chương nữa nha. Ờ, chương 8, truy đuổi thủy quái. Chương này rất là mình nghĩ rất là hay nè, nói về cái việc săn bắt cá voi nè tuy francis ross một giáo hữu ở nantucket sở hữu một trong những con tàu tham gia sự kiện tiệc trà boston song các giáo hữu khác ở nantucket lại không muốn dính dáng gì tới cách mạng mỹ họ là những người theo đuổi chủ nghĩa hòa bình hòn đảo nhỏ hẹp, à, nhỏ hẹp không có quân đội bảo vệ của họ nằm ngoài đại tây dương cách bán tàu capcov cách bán đảo khép khốp gần 50 km về phía nam là nơi neo đậu rất nhiều tàu săn cá tàu săn cá voi mà người Anh sẽ sẵn sàng bắt giữ hoặc là thiêu đốt. 40 năm sau khi mà ông đã ở tuổi 80, anh trai của Francis là William Rush đã ghi chép lại một cách thức Mỹ Uh, và anh lợi dụng hiệp hội giáo hữu nam tất kỳ trong và sau chiến tranh tàn khốc đến nỗi họ phải tìm cách chuyển doanh nghiệp săn bắt cá voi của mình sang anh và cân nhắc chuyển sang cả pháp đảo nam tất kỳ là một trầm tích của các băng và sỏi còn sót lại do sự tan chảy của giải băng lớn bao phủ nửa trên của bắc mỹ khoảng 13.000 năm trước đất đảo rất bạc màu Thomas Jefferson ví nó như là một cồn cát khô và sự cô lập khiến cho nó gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn cung cấp. Uh, uh, và sự cô lập khiến cho nó gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn cung yếu được vận chuyển từ đất liền. Đó là lý do tại sao hòn đảo từ sớm đã phát triển kinh tế biển. Cũng giống như rất nhiều đảo ở Việt Nam ha. Sự áp bức cũng như là thời thế đã đánh dấu quyết uh, dấu sự áp bức cũng như thời thế đã đánh dấu quyết công cuộc khai phá. Cái từ này nó tối nghĩa nha các bạn. Tự nhiên có chữ quyết gắn do. Sự áp bức cũng như là thời thế đã đánh dấu uh, công cuộc khai phá Nam Tất Kiệt đi ha. Bỏ chữ quyết thì nó có nghĩa hơn. Năm 1657, Thomas Massey một chủ xưởng cưa thuộc hội thánh Baptist thuộc địa vịnh Massachusetts đã che chở bốn người của hiệp hội giáo hữu trong trận mưa trúc suốt một giờ đồng hồ, đồng nghĩa với phá vỡ sắc lệnh chống lại Hiệp hội Giáo hữu và những dị giáo đáng nguyền rủa khác. Tòa sơ thẩm Massachusetts đã phạt Marcy 30 shilling vì sự cố chấp của ông bằng với 208 bảng hoặc là 300 đô la ngày nay và ra lệnh cho thống đốc phải cảnh cáo ông. Hành vi phạm tội ở mức độ nghiêm trọng, hai trong số những giáo hữu mà Marcy che chở sau đó đã bị treo cổ. Xưa ghê các bạn cái thời này. Thời này là năm nào? À, năm 1657 các bạn. 1657 là những năm đầu tiên của nước Mỹ coi như là năm những cái năm này là người ta còn phù thủy này nọ ghê lắm nên cái việc mà gọi là dị giáo mà bị treo cổ là cũng bình thường ha <laughs> hành vi phạm tội ở mức nghiêm trọng Hai trong số những giáo hữu mà Maxi che chở sau đó đã bị treo cổ. Maxi ngoan đạo sau vụ việc này đã không thể sống trong thanh thản và hưởng thụ tự do tôn giáo trong quốc gia của mình nữa. Một trong những hậu duệ trực tiếp của Thomas và là tác giả của cuốn lịch sử sớm nhất về Nantucket đã viết Ông đã chọn đưa gia đình của mình đến một nơi chưa có người da trắng định cư, sống an phận giữa những kẻ mang rờ. Và mùa thu năm 1659, Maxi cùng gia đình xuôi chèo đến Nantucket trong một chiếc thuyền nhỏ không có khoang. Nam Tất Kịch từng có một chủ sở hữu người châu Âu, một thương gia người Anh tên là Thomas Mayhew. Vua Charles đệ nhị từng sở hữu đảo Nam Tất Kiệt hợp pháp theo luật pháp, à, theo luật khám phá Tân thế giới. Người Anh phát hiện ra đảo này đầu tiên. Nhà vua ban tặng đảo cho hai nhà quý tộc Anh. Họ lần lượt bán nó cho Mayhew vào ngày 2 tháng 7 năm 1659, Mahieu đã bán hòn đảo cho 9 người đàn ông, bao gồm Thomas Massey với giá 30 bảng kèm theo hai chiếc mũ da hải ly, một cho anh và một cho vợ của anh. Trước khi bán, Mayhew đã mua quyền sở hữu đối với một phần của hòn đảo từ hai tù trưởng bộ tộc Wapanok ở Nantucket. Họ còn được gọi là Sachem với giá 12 bảng. Bán cả một cái hòn đảo với giá 12 bảng các bạn. Năm 1662, ông tiếp tục mua thêm quyền sở hữu từ vị Sachem tối cao, Wanet Mamet, với số tiền là 5 bản bằng hàng hóa của Anh. 40 bản khác được trả để mua phần còn lại của hòn đảo từ những người Wapanoak vào năm 1671. Thời đó 57 bản bằng khoảng 7.700 bản ngày nay, tương đương 11.200 đô la là tổng số tiền trả cho cư dân bản địa trên đảo từ thời được truyền miệng là họ đi bộ ra đảo trên mặt sông băng vững chắc thời kỳ băng hà. Ok, cái này mình mở cái hình scan để mọi người gọi là hiểu cái địa lý của chỗ này ha. Thì ở đây là các thủy thủ đã cung cấp uh, các sỏi tạo thành Cape Cod, Nantucket và Mata Vinyard khi mà chúng tan chảy khoảng 13.000 năm trước mình cũng chưa định hình được là nam tất kịch ở đâu ở mỹ các bạn này là bạn nào mà rành cái bản đồ nước mỹ á để đây là boston nè à. của boston mà sao nằm ngoài biển các bạn <laughs> mình tưởng tượng cái phần mà màu trắng này là biển đúng không à không không, không. lộn 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 cái phần màu đậm này là biển màu trắng là đất liền ủa đâu phải ở đây ghi đại tây dương này như vậy là phần màu trắng này là biển đúng không màu đậm này là đất liền thì này bó tay các bạn ơi địa lý của bên mỹ mình cô không rành lắm không biết là vịnh nan tất kiệt này ở đâu <laughs> nói chung là có đó ha nói chung là đấy là sự hình thành của cái <cười> <cười> Kép code nè nan tất kiệt và mata Vian ok chính chủ sở hữu và gia đình của họ đã định cư cùng một nhóm người thổ dân Wampanoag đảo Nam Tất Kiệt sau năm 1659 và dừng lên một thị trấn mà họ đặt tên là Shelburne theo quê hương Anh của họ. đổi lại tên thành là Nam Tất Kiệt vào năm 1795. Các bệnh dịch theo chân người châu Âu đã triệt hạ dân số của Wampanoag biến họ thành thiểu số. Kể từ khi hòn đảo được khám phá vào năm 1602, lúc đó vẫn còn 3.000 dân Wampanoag. 100 năm sau vào năm 1763, chỉ còn 358 người Wabanos sống sót ở trên Nantucket. Trong năm tiếp theo, 222 người khác chết vì một dịch bệnh không xác định mà một chuyên gia y tế suy đoán có thể là sốt tái hồi do cháy rận, nhiễm trùng xoắn khuẩn tương tự như là bệnh Lyme hoặc là dị biến của Giang Mai ít được biết đến. Ngày nay bên ngoài Đông Nam Á, những người định cư mới ở Nantucket học được cách đánh bắt cá voi theo từng giai đoạn. Thu hoạch xác cá voi chết hay là sắp xếp à, hay là sắp chết, tôi dạt vào bờ sau bão, sau bão là hành động tất yếu. Chỉ cần cái công cụ cần thiết để cắt một con vật khổng lồ và dạ dày thép để cưỡng lại mùi hôi thối như vậy là có con, con cá voi rất là thúi các bạn, rất là thúi ha. Này là trong cái bộ phim đó mình nhớ là người ta cũng có diễn tả cảnh này là đi vào trong cá voi để lấy cái dầu cá voi á thì coi như là họ rất là hôi. Đánh bắt cá voi gần bờ, chèo thuyền ra khơi để tấn công những con cá voi dọc bờ biển, phát hiện từ các tháp quan sát ven biển là một tập tục của người Wampanoag nó được phổ biến trong số những người định cư châu Âu ở trên Cape Cod, Martha và bờ biển New England. mở cái hình cá voi cho mọi người coi nè đó hình cá voi thì không có gì lạ ha nhưng mà mình sẽ đọc miêu tả ở đây là cá nhà tán cái này là con cá nhà tán chứ không phải cá voi bình thường nha chiều dài 15 tới 18 m đó bạn tưởng tượng một cái tầng nhà thì cao khoảng 3 m như vậy là 10 15 m là phải 5 tầng nhà đúng không? Thì đây 15 tới 18 mà từ 5 tới 6 tầng một cái con cá voi mà cao từ bằng một cái tòa nhà 5 tới 6 tầng. Đó, các bạn tưởng tượng nó nuốt các bạn cũng đơn giản như là nuốt những con cá ha. <laughs> trọng lượng là 35 tới 45 tấn. Nó có thể tự làm mát hoặc là làm ấm thứ dầu quý giá ở trong nó. Spermaceti được lưu trữ tại một khoang đầu. À, từ đó làm tăng hoặc là giảm tỷ trọng dầu này để duy trì sức nổi à như vậy là cái dầu đó nó nằm ở trong cái khoang đầu của một cái con cá voi và ở đây là nó sử dụng để làm tăng hoặc là giảm tỷ trọng đầu để duy trì cái sức nổi của con cá voi. à như vậy thì uh, chắc là cũng nhiều lắm các bạn con cá voi nó to như vậy thì cái lượng dầu người ta khai thác được chắc cũng nhiều lắm chứ mà mình tưởng tượng như mỗi con mà lấy được cái dầu uh, bằng cái 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 đèn dầu thì chắc cũng đâu có đáng đi săn cả một con cá voi để lấy dầu đó ha nhà sử học Alexander Starbuck báo cáo rằng vào năm 1690 những người ở Nam Tất Kiệt nhận thấy những người khép uh, cốt thông thạo nghệ thuật đánh bắt cá voi hơn chính họ đã thuê một thủy thủ khép cốt giàu kinh nghiệm tên là Achapod Parrot để dạy họ cách săn cá voi người châu Âu săn cá voi để lấy dầu chiếu sáng chứ không vì thịt Đến tập niên thứ 2 của thế kỷ thứ 18, người Nam Tất Kịch đã xác định cá nhà tán là nguồn dầu chất lượng cao nhất. Họ đã cải tiến từ đánh bắt cá ở trên bờ đến săn bắt cá voi xa bờ vài ngày, kéo theo một xác cá voi mỗi khi họ bắt được một con để phục vụ sản xuất. Nhưng mà cá nhà tán là loài nước cá sâu, là loài cá nước sâu, sống ở vùng biển trống. Và để săn chúng thì ngư dân phải đóng tàu lớn hơn và chuẩn bị cho các chuyến đi dài ngày. Chừng nào họ còn săn bắt ở Bắc Đại Tây, săn bắn ở Bắc Đại Tây Dương, họ có thể bảo quản các thớ mỡ cá voi chưa chế biến trong thùng ở trên tàu để xử lý khi mà về đất liền khi mà họ bắt đầu săn bắt ở vùng khí hậu nóng hơn vịnh quần đảo Verde ở ngoài khơi bờ biển phía tây châu phi vùng Caribe và bờ sông Brazil thì nhiệt độ cao làm hỏng dầu chưa chế biến người ta nhận ra cần phải chế biến dầu thành tinh dầu ở, ở trong quá trình trung chuyển Phục vụ cho mục đích đó, ngư dân gắn ở trên bông tàu lò nung bằng sắt và gạch, để trên đó hai hoặc nhiều nồi gan lớn. Lửa ban đầu được đốt nhờ gỗ và sau đó là nhờ phần dầu thừa. Với những con tàu có thể mang theo vài nghìn thùng dầu và có bếp ở trên bông để chế biến dầu ở trên biển, hạm đội Nam Tất Kịch đã sẵn sàng đi khắp thế giới đại dương, bất cứ nơi nào có cá nhà tán. Kinh hoa các bạn! Cái thời đó mà gọi là thế kỷ thứ 18 mà người ta đã đóng được cái con tàu to tới nỗi mang hàng nghìn những cái thùng dầu và đi dài ở trên biển ha, đi lâu ngày ở trên biển đi khắp đại dương luôn. Gọi là ngày nay ở Việt Nam chúng ta chưa chắc chưa chắc là uh, đóng con tàu lớn được như vậy ha. Vậy mà thế kỷ thứ 18 người ta đã đóng được những con tàu rất là to đi khắp đại dương luôn rất là ghê năm 1774 đội tàu săn cá voi của Nam Tất Kiệt bao gồm 150 tàu với tải trọng trung bình là 100 tấn đội tàu đem về khoảng 26.000 thùng dầu năm đó sản phẩm từ khoảng 3.000 con cá nhà táng thêm 210 tàu từ các cảng khác của Mỹ cũng bắt đầu săn cá nhà táng vào năm 1774 đưa tổng số tàu lên là 360 và tổng sản lượng lên ít nhất là 45.000 thùng thứ dầu màu trắng đục được lấy từ khoang đầu của cá nhà táng đông thành sáp trắng khi tiếp xúc với không khí phần mỡ thân có thể được chế biến thành một loại dầu có chất lượng thấp hơn và có giá trị thấp hơn được gọi là dầu dầu cá voi cũng là dầu cá voi luôn ha nhưng mà tên tiếng anh nó sẽ là trend oil chứ không phải là cá voi oil <laughs> dầu cá voi tiếng anh là cái gì không thấy ghi uh... cá voi tiếng anh là cái gì tự nhiên whale well, đúng không dầu cá voi là whale well oil ở đây gọi là cái dầu mà kém chất lượng hơn Chắc là tới tới từ phần mỡ bụng của cá voi ấy, chứ không phải là tới từ phần đầu ha Thì gọi là trend oil Nhưng mà dầu đầu cá dùng cho thắp sáng mới là phần thưởng đắt giá sau năm 1775, với sự đe dọa của chiến tranh, ngành công nghiệp xây dựng ở trên sự tan bào và khai thác tận diệt này sụp đổ Đầu năm đó, Hạ viện Anh bỏ phiếu trừng phạt nhằm ngăn cấm các thuộc địa New England nổi loạn khỏi việc đánh cá thương mại ở trên bờ sông Newfoundland hoặc là bất kỳ phần nào khác của bờ biển Bắc Mỹ. Những giáo hữu ở Nam Tất Kịch thông qua họ hàng Anh đã giành được quyền đặt cách đánh bắt cá voi, cũng là lý do quan trọng tại sao họ phải chịu giữ trung lập trong suốt chiến tranh. Hải quân Anh đã bắt giữ 134 tàu của họ và bắt 1.200 ngư dân đúng như là William Ross đã lo sợ và 15 chiếc tàu khác bị đắm ngoài đại dương. Người dân đảo duy trì cuộc sống bằng việc đánh cá gần bờ và làm nông nghiệp. Trong mùa đông khó khăn năm 1780, bến cảng bị đóng băng, đầm lầy than bùn và cánh đồng trồng trọt ngập sâu, sâu ở trong tuyết, nhiều người đã bị cảm lạnh và chết đói. Ở đây người ta hay dùng là người giáo hữu, những giáo hữu là sao? Không biết là đạo gì mà gọi là giáo hữu, À, mà tại sao phải gọi là người những giáo hữu ở Nam Tất Kiệt mà không phải là những người dân ở Nam Tất Kiệt ha ở đây bạn nào mà à, mà hiểu rõ thì bình luận phía dưới giúp mình nha tại sao ở chỗ Nam Tất Kiệt thì người ta lại dùng cái từ là giáo giáo hữu ở Nam Tất Kiệt chứ không phải là người dân ở Nam Tất Kiệt hay là hay là ngư dân ở Nam Tất Kiệt Tuyên bố hòa bình năm 1784 theo Starbucks được tiếp nhận bởi người dân nơi nền thương mại đã bị tàn phá thảm hại. Công việc săn bắt cá voi đã bị hủy hoại và phải xây dựng lại từ đầu. Khủng hoảng kinh tế thời hậu chiến càng trong chất thêm gánh nặng trên đảo, cũng như là làm giảm nhu cầu từ người Mỹ đang bắt đầu quen với nền mỡ động vật và dầu thực vật mà họ đã phải quay sang sử dụng trong thời chiến. Tồi tệ hơn, người Nam Tất Kiệt giờ là công dân Mỹ nên họ cũng là đối tượng của việc đánh thuế trừng phạt mà nước Anh áp đặt nhằm hỗ trợ riêng cho ngành đánh bắt cá voi nội địa. Khoảng thế này đã khiến cho sự trở lại của ngành đánh bắt cá voi Nam Tất Kiệt chuyển từ lãi sang lỗ gần 8 bảng mỗi tấn. Đồng nghĩa với việc đóng cửa hoàn toàn thị trường chiếu sáng ở London, giá trị khoảng 4.000 tấn dầu cá voi mỗi năm, tương đương là 300.000 bảng. Ngày nay là 34,5 triệu bảng, tương đương 49 triệu đô la. Đó cũng là thời điểm William Roach, người chịu thiệt hại lớn từ chiến tranh, đặc biệt là khoản lỗ từ tàu cá voi với khoảng 60.000 đô la, ngày nay là 715.000 bảng, tương đương là 1,02 triệu đô la. Đã tới Anh để xem liệu ông có thể tái thiết nghề săn cá voi ở Nam Tất Kiệt hay không. Ross đi thuyền từ Anh, uh, Roche đi thuyền tới Anh cùng với người con trai 20 tuổi của mình, Benjamin, vào ngày 4 tháng 7 năm 1785, cập bến vào cuối tháng đó, chính phủ anh Queen Roch rằng họ không bận tâm với các vấn đề trong nước và đề nghị ông đợi vài tháng trước khi trình lên đề xuất của mình. Dù sao thì bản thân ông cũng còn chuyện khác nữa. Hai cha con đã lên đường đến miền Tây nước Anh với một giáo hữu để tham quan biển để tham quan uh, biển của bờ biển, tìm địa thế tốt cho ngư dân săn cá voi. Roch ân ý nhất với Phan Moch ở trên bờ biển phía nam Cornwall do nó có bến cảng lớn. Ngoài ra còn có một số bến cảng nhỏ hơn. Các địa điểm khác đã chào đón ông và mời chào rất ưu đãi, nhưng ông vẫn chỉ xem xét kỹ cho đến khi biết được điều kiện hỗ trợ từ phía chính phủ Anh là gì. Quay trở lại London, ông cũng dừng chân ở Bristol để thăm mộ của một người em được chôn cất ở đó từ 18 năm trước. Bây giờ đã là tháng 11, nhưng với lời giới thiệu từ một nghị sĩ, Roche đã giành được quyền trình diện trước William Pitt trẻ, người mà trong hồi ký của ông là Bộ trưởng Tài chính Anh. Roche đã quên đề cập việc Pitt cũng là Thủ tướng, người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, uh, được bầu lúc 24 tuổi và chỉ mới 27 tuổi khi mà gặp gỡ Roche. Dường như ông cũng chẳng hề hay tin về những cuộc thảo luận cuối tháng 8 về ngành săn cá voi uh, Mỹ của Pitt với đại sứ Mỹ mới nhậm chức tại Vương quốc Anh là John Adam. Adam đã mô tả cuộc gặp của ông với Pitt trong lá thư ngày 24 tháng 8 gửi Ngoại trưởng Mỹ John Jay. Ông ấy dẫn tôi vào một cuộc trò chuyện dài, lan man về nghề săn cá voi của chúng tôi và người Anh. Cuộc trò chuyện không có gì đáng nhắc lại nhưng mà vẫn phục vụ cho mục đích của Pitt là chuẩn bị cho việc hỏi Adam. Một câu hỏi bất ngờ, liệu chúng ta đã bỏ công tìm thị trường cho dầu của chúng ta ở bất cứ đâu ngoài Pháp hay không? Tôi trả lời rằng tôi tin là chúng tôi đã có và chắc chắn dầu cá voi có thể tìm được thị trường ở hầu hết các thành phố lớn ở châu âu đó tất cả là vì tiền ha có nghĩa là thời đó người ta cũng đã muốn gọi là bỏ đi cái việc săn bắt cá voi nhưng mà cũng phải suy nghĩ là coi là chà dầu cá voi này cũng có thị trường tiêu thụ lớn rồi nha tiền cũng nhiều rồi nha bỏ thì coi như là rất là uổng đó thấy là vị thủ tướng anh này cũng phải gọi là đi hỏi coi có nên bỏ hay không <laughs> Tại thời điểm đó, Adam được cho là đã uh, lên lớp vị thủ tướng trẻ về mặt uh, về lợi ích an ninh của việc chiếu sáng đường phố. Chất béo của cả nhà táng cho ngọn lửa trong nhất và chiếu sáng đẹp nhất so với mọi chất cháy khác được biết đến trong tự nhiên và tất thảy chúng tôi đều ngạc nhiên khi ngài thích bóng tối hơn và hậu quả là các vụ cướp, trộm cắp và giết người trên đường phố của các ngài cho đến khi uh, nhận dầu uh, đầu cả nhà táng của chúng tôi. Mình cứ ngỡ là cái 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 dầu cá voi các bạn là kiểu như dầu cao cấp, dầu xịn được sử dụng cho những cái người giàu thôi chứ. Vậy mà gọi là những cái loại dầu này là sử dụng phổ thông các bạn. dầu chất lượng cao thôi nhưng mà được sử dụng phổ biến ha ở trên đường phố. chứ không phải là kiểu uh, dành cho giới quý tộc. Ok, check comment cái rồi đọc tiếp nha để để trôi mất hết comment. Tân kêu tại vì điểm nguyệt để mổ không có thật. <laughs> ok Tân ơi. Vĩnh <laughs> cao kia okay. chia sẻ điểm nguyệt chỉ chắc chỉ có trong chuyện Kim Dung đó. À, Tân thì chia sẻ cái đó có thiệt á anh, nó chữa say xỉn với đau nhức rất tốt, nhưng cỡ mổ sống thì à, thì ảo thật đấy. Thì chưa tới mức đó ha, cũng có nhưng mà không có tới mức đó. Ok, cảm ơn Tân đã trả lời câu hỏi sách gì. Hai chào Bảo nha, chào Anthony. Tony. Tân hỏi sao cái đó nhìn như bản đồ Canada mình cũng không biết nó ở đâu nữa. Nhiều khi phóng ra cho một cái bản đồ cả quốc gia thì thì còn biết được ha. Thịnh Trần kêu đừng đọc sách nữa đi làm giang hồ đi anh. <laughs> như lực ơi, hồi chiều nay dũng với cà phê ở đường cách mạng tháng 8 phải không chạy ngang thấy ông nào tóc dài giống quá trời chắc không phải đâu nhưng lực ơi hồi hôm qua thì mình có đi cà phê buổi tối ở khu bắc hải cũng gần gần cách mạng tháng 8, nhưng mà tối hôm qua rồi còn hôm nay ở nhà cả ngày thường thường là buổi sáng tối là từ sáng tới tối là mình làm việc ha rồi có buổi tối lâu lâu rảnh đi chơi này nọ thôi Hoài Sơn hỏi cuốn Thiên nga đen sao dừng vậy? À, thì tại vì cuốn Thiên nga đen khi mà đọc á, thì mình thấy nó không còn à, hay lắm. Tại vì cuốn đó thì khá là cũ rồi và mình nhớ là cuốn đó kể về những cái sự kiện rồi là nó khác biệt ha. Nghĩa là trong hàng triệu những con Thiên nga trắng thì có một con Thiên nga đen. thì Người ta nói là để những cái sự kiện mà kiểu như rất là hy hữu xảy ra và khi nó xảy ra nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ nhưng mà mình nghĩ là bây giờ Google có tìm được mấy sự kiện nó quá dễ rồi, và nó thậm chí nó còn nhiều cái sự kiện hơn như vậy nữa thì những cái sự kiện trong cuốn đó là nó cũ rồi nên mình nghĩ là nó không thích hợp đó, nữa với lại uh, cũng nhiều bạn cũng không có uh, uh, hứng thú với quyển sách đó lắm nên cuối cùng là mình quyết định dừng ở quyển sách đó nhưng mà cũng đọc cũng khá khá mấy chương rồi đó Nếu bạn nào vẫn thấy quyển đó hay thì có thể gọi là mua quyển đó để đọc tiếp ha ok Uh, tiếp tục nha đây đâu rồi ta <laughs> Adam đã nói thẳng thừng về mối lo ngại rằng anh có ý định trừng phạt quốc gia mới ra đời của ông có rất nhiều cách để họ làm tổn thương chúng ta như là như là trong thư ông viết cho Jay vào ngày 30 tháng 8 Tuy nhiên William Roche đang ở gần London vào thời điểm đó mong đợi chuyển toàn bộ nghề săn cá voi Anh sang Anh hoặc ít nhất là một phần đáng kể mà ông và các đối tác đang kiểm soát khi mà Roche gặp Pitt vào cuối tháng 11 ông thông báo với thủ tướng về tình hình thảm hại ở Nantucket nhắc nhở thủ tướng rằng người dân Nantucket không hề tham gia vào cuộc chiến và đã giữ vị trí trung lập xuyên suốt Vậy nhưng các ngài đã lấy từ chúng tôi 200 tàu buồm, Roche buộc tội có giá trị 200.000 bảng một cách bất công và bất hợp pháp. Luận điểm chính của ông được lặp đi lặp lại nhiều lần là Nam Tất Kiệt vẫn là một phần của nước Anh cho đến khi bị chia cắt bởi hòa bình. Vì vậy, hòn đảo xứng đáng được đền bù mất mát. Pitt in lặng suy nghĩ về yêu cầu của Roche. Ngài nói đúng lắm, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy bây giờ tôi có thể làm được gì cho các ngài? chưa hề nhẹ nhõm, Rush nói với thủ tướng, phần lớn người dân Nam Nantucket sẽ phải rời đảo. Một số sẽ đi vào đất nước. Ông nói, nghĩa là Mỹ, trong khi số khác mong muốn được tiếp tục nghề cá voi, bất cứ nơi nào thuận lợi để tái thiết lại ngành. Ông đã cất công đến Anh để thông báo cho biết về thảm cảnh ở Nam Tất Kịch và chờ đợi xem chính phủ Anh có khuyến khích ngư dân tái định cư ở đó hay không. Câu hỏi đã được đặt ra với người đứng đầu chính phủ. Roche quay trở lại phòng trò ở London để chờ câu trả lời. Vài ngày sau, một thông báo được gửi đến xác nhận rằng Pitt đã trình đề xuất của Roche với hội đồng cơ mật, nơi mà tư vấn cho nhà vua về các vấn đề của đất nước. Roche mòn mỏi lên London hơn 4 tháng cho đến khi mất kiên nhẫn. Ông yêu cầu chính phủ chỉ định ai đó để trao đổi với ông. Người được chỉ định là Lord Hamkesbury, công thần của vua George De Tam kim cố vấn thân cận kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị và bộ trưởng chiến tranh giai đoạn nửa sau của cách mạng Mỹ. Ông không có nhiều thiện cảm với nước Mỹ. Rush đề nghị với ông rằng nước Anh khuyến khích các gia đình săn bắt cá voi ở Nam Tất Kịch di dời bằng cách trả tiền cho họ. 100 bảng cho một gia đình 5 người kèm 100 bản cho tái định cư. Ngày nay vào khoảng 23.000 bảng tương đương là 32.000 đô la cho một hộ gia đình. Tổng cộng là 2,3 triệu bản tương đương 3,2 triệu đô la. Ồ... Oh. Hawkesbury phàn nàn đây là một khoản tiền lớn lại vào đúng lúc chúng tôi đang nỗ lực để tiết kiệm chi tiêu. Thế là ông đề xuất đánh đổi điều gì cho chúng tôi để đổi lấy số tiền này. Rồi trả lời một cách tự hào, tôi sẽ cho các ngài vài dòng giỏi ưu tú nhất ở Nam Tất Kịch. Họ đã bàn luận sôi nổi trong một cuộc trò chuyện dài. Sau đó, Hank cusbury đã mời Rush ghé thăm. Rush đã làm như vậy một vài ngày sau đó, tăng thêm yêu cầu. Ngoài đề nghị trả tiền, ông muốn 30 tàu Mỹ đến Anh để tái thiết nghề săn cá voi. Không thể được. Hoskerberry trả lời, nước Anh cần tàu của Anh và thủy thủ đoàn người Anh làm lực lượng dự bị cho hải quân hoàng gia. Đó là chính sách an ninh quốc gia lâu đời của Anh. Ông đề xuất giảm 100 bản mỗi gia đình xuống còn 87 bản. Cách mà cò kè từng đồng bạc đã làm cho Roche bực tức. Nghề săn cá voi của dân Nam Tô Kịch đóng góp gần 150.000 bản hàng năm cho kinh tế của Anh. Ông đi sang Pháp để mời chào ngành đánh bắt cá voi ở đó với Hotspur gần như là đuổi theo ông dọc eo biển Anh, người Pháp đã tiêm đói ông nồng hậu hơn. Chính phủ Pháp không thể lạnh nhạt với viễn cảnh này. Thomas Jefferson viết về vụ việc, họ thấy được hiểm họa khi để 4.000 hoặc là 5.000 thủy thủ dày dạn nhất trên thế giới được gộp vào sức mạnh hải quân của một quốc gia khác, mang theo một thứ tài nghệ mà họ gần như độc quyền tuyệt đối đó là nghề săn cá voi uh, của những cái cái cái, cái uh, ngư dân ở trên vùng Nam Tức Kịch này ha. Không biết vùng Nam Tất Kịch này gọi là uh, có còn tồn tại không các bạn? Mình nghe nó giống như những cái hòn đảo á, như là bên uh, bên Thái Lan nổi tiếng hòn đảo Phu Kịch đó các bạn. Thì nghe có vẻ như là những cái hòn đảo hay được đặt tên là Kịch 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 ha. <laughs> KET á, thì ở đây có hòn Nam Phúc Kịch ha. Và ở đây cũng là một cái nói về cái việc đàm phán nè, nghe là cái ông Hotsbury này, cứ trả giá từng đồng bạc cho dù cái lợi cái lợi ở tương lai á, là sẽ rất là lớn và cái lợi này đã được chứng minh trong lịch sử rồi có nghĩa là cái ngành săn bắt cá voi đóng góp cho cái kinh tế anh ở trong lịch sử là rất là lớn rồi như vậy mà cái ông Hosbury này à, lợi dụng tình thế khó khăn của người ta cò kè từng đồng bạc thế là ông này thôi không có làm việc với ông này nữa đi qua pháp làm ha kiếm mối khác ngon hơn thế là ông này gọi là phải chạy theo cái ông cái ông Ross cái ông mà Hosbury phải chạy theo ông Ross cái bờ biển nước Pháp luôn. Để gọi là thôi, trở về với tôi đi. Tôi nhẹ nhàng hơn rồi nè, tôi sẽ không kỳ kèo từng đồng bạc nữa. Nhưng mà bây giờ gọi là trễ rồi lụm ơi. Tôi là tôi cũng có giá của tôi lắm ha. Kỳ kèo như là bán hàng ngoài chợ, tôi không có thích. <laughs> Kiểu vậy ha, cũng phải chảnh lên xé các bạn. Có nghĩa là phải giữ giá của mình ha, chứ đừng có gọi là phải hạ giá riết rồi cuối cùng làm không có lời luôn thì coi như là uh, mình mất giá trị của mình ha. Đó, gọi là ai mà không có tôn trọng cái giá trị của bản thân thì thôi, dứt áo ra đi là cách tốt nhất. Không, vậy là không có điều nữa. Chính phủ Pháp đã đưa ra các điều khoản béo bở cho các giáo hữu Nam Tất Kịch, bao gồm, Nam Tất Kịch ha, bao gồm là quyền tự do tôn giáo và miễn đi lính. Nếu họ chọn định cư ở kết trên bờ biển Chanel, Chanel của Pháp, như vậy là Chanel là tên của một cái bờ biển ha, bờ biển Chanel của Pháp. Vậy nhưng các điều khoản đó vẫn chưa đủ hấp dẫn để lôi kéo người Nam Tất Kịch khỏi hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương. Chỉ có 9 gia đình với tổng cộng 33 người chuyển đến Dunkirk. Jefferson đã vẽ một viễn cảnh gây nản lòng về nền kinh tế săn bắt cá voi cho chính phủ. Bởi vì dầu cá voi thông thường phải cạnh tranh với dầu thực vật rẻ hơn. Ông viết vào năm 1789, ngành săn cá voi là ngành nghèo nhất mà một thương gia hoặc thị thủ có thể đâm đầu vào. Tuy nhiên, ông đánh giá các sản phẩm đặc thù từ cá nhà tán có chất lượng vượt trội. Dầu cá nhà tán sáng chói, Jefferson giải thích, chống đông đến 5 độ C, không hề có mùi khó chịu, do đó được sử dụng trong nhà để thắp sáng cửa hàng, cả cho tiền phòng, cầu thang, hành lang và những ngôi nhà giàu khó nhất. Tại thị trường London, dầu cá nhà tán có giá gấp 3 lần dầu cá voi thông thường. Điều này cho phép người đầu cơ là nhà cung cấp nộp thuế cho anh 18 bảng 5 xi mỗi tấn mà vẫn có lợi nhuận cao. Ngoài dầu, Jefferson nói thêm, đầu cá nhà táng mang lại 3 hoặc 4 thùng chất nhân, từ đó cung cấp sáp cá nhà táng thể rắn dùng làm thuốc và nến. Nguyên liệu đó được bán theo pound với giá gấp đôi giá dầu. Đây là tương lai của việc săn bắt cá voi ở Mỹ. Mặc dù Jefferson rất bi quan về lợi nhuận của nó, uh, một khi các đối thủ cạnh tranh và các khoản phí và trợ cấp của chính phủ lại xuất hiện. Sau cách mạng Mỹ, những người giàu có chuyển từ nến mở động vật sang sáp cá nhà táng và người nghèo chuyển sang dầu cá voi, thứ rẻ hơn các loại dầu thực vật. Tàu săn cá voi ở New England mở rộng cho việc săn lùng đến quần đảo. Falkland và Patagonia ở cuối cực nam của Nam Mỹ. Việc mở rộng lãnh thổ lớn nhất của nghề săn cá voi Mỹ nổ ra vào năm 1791 khi mà một tàu cá voi Nam Tất kịch trên uh, tên là Beaver vòng qua Cape Horn và săn bắt 17 tháng ở vùng biển Thái Bình Dương. Chiếc tàu đầu tiên của hạm đội Mỹ làm vậy. Một con tàu từ New Bedford, Massachusetts, Rebecca đã đi theo tàu Beaver vào năm 1791. Ngành dầu cá voi tiếp tục phục hồi khi mà bước sang thế kỷ thứ 19. Đến năm 1807, hạm đội Nantucket đã có 46 tàu, New Bedford có 40 tàu đi vòng qua Cape Horn. Các tàu Mỹ hiện tìm được khu vực tập trung cá nhà tán đông đảo gần bờ biển Chile, những khu vực gần đất liền, nhưng mà Anh vẫn chưa thể chưa để yên cho thuộc địa cũ này. Tiếp tục gây chiến với Napoleon vào tháng 5 năm 1803, trong khi dân số nhỏ hơn nhiều so với Pháp. Anh cần nhân lực cho hải quân. Vương quốc Anh bắt đầu giao chiến với tàu Mỹ và bắt giữ thủy thủ tổng cộng khoảng một vạn người từ năm 1800 cho đến năm 1815. Những người mà Anh tuyên bố là đào ngũ từ Anh. Trong thực tế chỉ có khoảng một nghìn thủy thủ đúng là người đào ngũ. Tổng thống Thomas Jefferson đã đáp trả việc cưỡng bắt tuyển quân này bằng cách đề xuất cấm vận xuất khẩu sản phẩm từ việc đánh bắt cá voi của Mỹ được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 12 năm 1807 việc săn bắt cá voi có thể tiếp tục ở một mức độ nào đó nhưng mà thị trường trong nước cho dầu và các sản phẩm cá voi khác rất hạn chế luật cấm vận này trở thành một thảm họa kinh tế đến nỗi Jefferson yêu cầu quốc hội sửa đổi nó thành một đạo luật cấm giao thương đưa tất cả các quốc gia trừ Anh và Pháp khỏi danh sách cấm vận và không cho phép tàu của hai quốc gia này tiến vào lãnh thổ lãnh hải của Mỹ ông đã ký đạo luật sửa đổi vào ngày 1 tháng 3 năm 1809 ba ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống như vậy theo những cái mốc thời gian các bạn, thì cái việc mà uh, sử dụng dầu cá voi á là nó trong cái thời kỳ mà nó có là sử dụng ga để đốt đèn nè, sử dụng những cái loại dầu bình thường nè, sử dụng than mỏ nè, sử dụng than gỗ nè, như vậy là dầu cá voi không phải là một cái loại dầu mà nó thiết yếu, có nghĩa là có những cái loại dầu, những loại chất đốt khác để hoàn toàn thay thế nó, nó chỉ là một cái loại dầu cao cấp thôi ha. đó chứ không phải là giống như là không có dầu cá voi là người ta không biết xài dầu gì Đó. <laughs> nó chỉ là xịn thôi chứ nó không phải là không phải là thiết yếu chiến tranh năm 1812 đưa Mỹ và Anh xung đột vũ trang trở lại lúc này hầu hết đội tàu Nantucket đang ở Thái Bình Dương khi mà nghe tin chiến tranh họ liên vội quay về Nantucket và cập cảng tại đây để bảo vệ các cảng tại Boston, Newport hoặc là New Bedford người Anh bắt được 14 tàu cá Nantucket đội tàu Peru tuyên bố là đồng minh của người Anh cũng tấn công đội tàu Thái Bình Dương này. Khi mà kết thúc cuộc chiến vô nghĩa đó vào năm 1815, Nam Tất Kịch đã mất một nửa số tàu. Người Nam Tất Kịch nhanh chóng phục hồi, ngay lập tức tất cả trở nên vội vàng và nhột nhịp, Star kịp nói. Các cầu tàu mới đây vốn vắng vẻ, nay tràn đầy sức sống, những con tàu mới đây bị bỏ bê, nay được trang hoàng. Khuôn mặt của mọi người mới đây ngập tràn bất mãn, nay thì rạng rỡ hy vọng. Vào tháng 5, hai tàu đã ra khơi, vào tháng 6, bảy tàu nữa, năm 1816, hơn 30 tàu săn cá voi một lần nữa rong ruổi ở miền Bắc và Nam Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 5 năm sau, Nam Tất Kiệt sở hữu 72 tàu săn cá voi. Chà như vậy là chắc là cái ngành này nó phải gọi là rất là lợi nhuận, rất là cao ha. Nghĩa là mình nghĩ là để đóng một con tàu mà thời đó đóng một con tàu mà to mà để đi xa khơi đó các bạn là rất là tốn chi phí, rất là tốn tiền bạc ha. Như vậy mà cái này gọi là từ 14 con tàu mà sau một vài năm thành 72 con tàu nghĩa là phải có lời, có tiền lời người ta mới đổ đầu tư vô người ta đầu ta đóng tàu tiếp ha. Đó, đây không phải là tàu bình thường nữa, tàu tàu rất là lớn luôn. 5 năm sau, Nam Tất Kịch sở hữu 72 tàu săn cá voi. Đội tàu này tiếp tục tăng lên trong số suốt thập niên đó. Số lượng cá voi suy giảm tương ứng trên các khu vực bị săn bắt ráo riết buộc các tàu phải ra khơi xa hơn. Và vào năm 1818, tàu Club của Nantucket đã phát hiện ra một khu vực mới ở vùng biển rộng phía Tây Nam Mỹ. 5.800 km kéo dài dọc theo đường xích đạo từ Peru ra trung tâm Thái Bình Dương vào giữa những năm 1820. Hơn 50 tàu đã chen chúc săn lùng ở trong khu vực này vào mùa cá voi. Nếu mà khí than thấp sáng các cửa hàng ở các thành phố lớn nhất của Mỹ và Anh và các lối đi của các nhà máy thì nến và dầu vẫn chiếu sáng nhà riêng, khu thương mại, các tòa nhà công cộng, ngọn hải đăng và trang trại nơi người Mỹ sống và làm việc. John James Abubon, nghệ sĩ người Mỹ gốc Pháp đã đến Anh từ New Orleans vào năm 1826 để giám sát việc in ấn tác phẩm. Bốn tập đồ sộ của ông là The Birth of America, các loài chim Mỹ đã bị lóa mắt bởi ánh đèn khí mà ông gặp ở Liverpool trong mấy tuần đầu tiên ông đến đây. Đó là một thị trường mới, ông đã viết trong nhật ký, một tòa nhà lớn, cao và dài được chia thành 5 đại lộ rộng rãi, mỗi đại lộ chứa hàng hóa chuyên biệt, được thắp sáng bằng khí đốt rực rỡ, đến nỗi dẫu đã mưa ra tối, tôi vẫn có thể nhìn rõ màu mắt của các chú chim bồ câu ở trong lòng. Mặc dù ông đã đến thăm và làm việc tại các thành phố của Mỹ từ Boston cho đến New Orleans, Abu Bon chưa bao giờ trông thấy một hệ thống chiếu sáng khí đốt lớn đến như vậy ở quê hương thứ hai của mình. Thế nhưng dân số Mỹ tăng nhanh từ 5,3 triệu người năm 1800 thành 12,9 triệu vào năm 1830 và từ 16 bang vào năm 1800 lên 24 bang vào năm 1830. Hầu hết phần tăng thêm diễn ra dọc các rặng núi miền Tây, Appalachia, Tàu hơi nước trên sông từ năm 1807, kênh đào Erie giữa Albany, New York và Đại hồ năm 1825, đường sắt năm 1829, tất cả đã thâm nhập vào nước Mỹ hoang dã và thúc đẩy công cuộc khai phá. Những nơi này và những người ở đó đều cần thắp sáng. Kỷ nguyên săn bắt cá voi mở ra sau cuộc chiến 1812, từ khoảng năm 1817 đến giữa những năm 1850 được gọi là thời hoàng kim của đánh bắt cá voi cảng chính chuyển từ đảo Nantucket sang New Bedford, bên dưới Cape Cod ở miệng sông Anjunas. Một bãi cạn ở lối vào cảng Nantucket, cồn Nantucket đã cản trở việc qua lại của những con tàu ngày một lớn hơn và chở nặng hơn của thời hoàng kim lớn. Hàng nghìn thùng dầu trong khoang được vận chuyển một cách nặng nhọc xuống xà lan và được chở qua cồn để vào bến cảng với chi phí cắt cổ kèm theo. Cuối cùng, một doanh nhân người Nantucket là Peter Ivor đã đối đầu với thách thức này. Dựa trên kinh nghiệm của các tàu Hà Lan di chuyển qua vùng nước nông vào vịnh Junjet, Edward đã thiết kế và xây dựng nên thứ mà ông gọi là lạc đà. Hai bè nổi dài 41 m có thể chìm dưới nước và định vị ở hai mạn trái phải dọc theo tàu cá voi với dây xích trượt dưới thân tàu để cố định tàu giữa hai bè. Động cơ hơi nước sau đó sẽ bơm căng bè, làm chúng và con tàu nổi lên đủ cao để vượt qua cồn, trong khi một tàu khác thì kéo chúng cập cảng. Những người nam tất kịch phe bảo thủ để chống lại phát minh của Edward khi mà nó ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1842, nhất là khi các dây xích nối lần bị gãy và làm hỏng lớp vỏ đồng của con tàu được kéo, tàu phe Edward ngay lập tức đặt làm loại xích chắc chắn hơn, ngày 21 tháng 9, lạc đà của ông đã đưa tàu cá voi Constitution vượt qua cồn và đi ra biển. Gây sốc hơn, vào ngày 15 tháng 10, họ đã thành công khi vận chuyển một tàu cá voi chất đầy hàng nhiều rắc rối khác đã bổ vay nam tơ kiệt trong những năm 1840 và 1850, một vụ hỏa hoạn thảm khốc năm 1846 thiêu trụi khu vực ven bờ và trung tâm của thị trấn, cơn sốt vàng California từ năm 1848 đến năm 1855 đã lấy đi của hòn đảo 800 thủy thủ trẻ tuổi mạnh khỏe, háo hức với giấc mơ vàng. Nhiều thủy thủ đoàn đến từ các cảng cá voi của Mỹ đã bỏ sang tàu khác ở bờ Tây trong những năm đó, bao gồm cả nhiều sĩ quan. Nhiều người đã vội vàng theo đuổi cơn sốt vàng để có cơ hội miễn phí đến California. Đến thập niên 1850 để tránh xa những thợ săn, Lilliputian gia dẫn những người thường đâm cá voi bằng lao và cắt chúng đến chết bằng những lưỡi mai sắc nhọn. Đàn cá voi đã dần rút về biển phía đông bắc Nhật Bản và hoặc là lên tận Bắc Băng Dương, giống như là nạn khan hiếm củi đốt ở nước Anh thời Elizabeth. Khoảng cách gia tăng từ bãi xăng đến thị trường làm đội giá chi phí và dầu cá voi cũng trở nên đắt đỏ hơn so với các lựa chọn thay thế. Những con cá voi này cũng uh, hơi sai lầm ha. Đi từ Bắc Băng Dương mà lên Đông Bắc Nhật Bản là đi gần Nhật Bản thì cũng cũng <laughs> cũng không được yên ổn. <laughs> và dầu cá voi cũng trở nên đắt đỏ hơn so với cái lựa chọn thay thế. Hầu hết chúng ít được biết đến ngày nay nhưng được phát triển để thay thế các nguyên liệu cũ. Vậy những lựa chọn thay thế này là gì và điều gì đã xảy ra với chúng? Ok hết. Hết chương này các bạn. Hôm nay là đọc tới đây thôi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới nha. Mình đọc lên chúng ta cùng nhau thảo luận. Như vậy thì cái ngành săn bắt cá voi á thì khoảng năm 1600, 700, tới 800 hồi đó thì khoảng năm 1800 hồi đó là người ta bắt đầu cấm rồi người ta nhận ra cái việc này nó tàn ác quá thì nước Anh là cấm săn cá voi nhưng mà sau đó sau khi suy nghĩ lại thì thấy là à cái lợi nhuận của ngành này nó vẫn còn nhiều thế là lại cho phép lại, săn bắt lại Ờ, nhưng mà theo mà mình biết ấy, trong cái bộ phim mà Moby Dick mà mình coi á thì là cái ngành này là tự sinh tự diệt các bạn nghĩa là do người ta đánh bắt quá độ thì hết cá voi rồi hết cá voi giờ săn gì giờ không lẽ đi ra biển ngoài mấy tháng trời mà không bắt được con gì đem về thế là tự nó chết ha các bạn không còn nữa không còn săn được nữa thì lấy gì mà bán thì là cái ngành săn cá voi này cũng cũng chết đi đó gọi là săn bắt quá độ tự sinh tự diệt ha thì đây cũng là một cái bài học rất là quan trọng về cái việc là kiểm soát cái việc chúng ta khai thác bất kỳ một cái gì đặc biệt là khai thác hải sản này nọ. Đó con người chúng ta ngày nay công nghệ càng nhiều các bạn. Hồi xưa là có vụ khai thác bằng bom nữa. Quăng bom xuống sông cái là cá chết nổi lên hoặc là chích điện này nọ rất là hại và nó là tận diệt cái hệ môi trường. Và chúng ta chỉ cần khai thác đó khoảng vài năm thôi là không còn cái gì để khai thác nữa thì lại cuối cùng nó lại thiệt hại nó nhiều hơn. Nó là cái lợi trước mắt ha nghĩa là cái lợi ngắn hạn nhưng mà không có nhìn được cái lợi dài hạn là nếu mà để cho những cái con đó nó sống và tiếp tục sinh sôi và chúng ta khai thác điều độ thì coi như chúng ta khai thác được hoài chứ còn mà đánh bắt cái kiểu mà tận diệt thì được thời gian coi như là ngành đó mất tiêu luôn à, thì lại có cái lợi ngắn hạn không có lợi dài hạn ha thì cái ngành mình coi thường thường coi mấy cái kênh mà Discovery Channel với lại National Graphic các bạn thì có cái ngành là săn cá hồi á tuna á họ rất là kỹ nha các bạn cái con cá săn lên á là nếu mà nó nó không đủ lớn á nó mà nhỏ quá mà cô không nhìn nó không phải nhỏ nó không phải nhỏ đâu mà nhìn thấy cũng bự lắm rồi nhưng mà không biết sao là người ta cũng không có được khai thác nha đem cái con đó về mà bán là coi như là bị phạt á bị phạt tiền á rất là kỹ luôn chỉ được săn những con lớn thôi mà mà nhiều khi là không phải săn công nghiệp Nó săn những cái tàu bè nhỏ 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 đi săn từng con lẻ 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 đó rồi xong cái ngành săn cua cũng vậy cua bắt lên mấy bao nhiêu con rất là nhiều con một lần bắt nhưng mà họ phải đo từng con ha này là không phải cua thường mà phải cua hoàng đế <laughs> phải lấy thước ra đo từng con từng con từng con con nào không đủ kích thước là phải quăng về biển ha chứ không có được lấy đó là kiểu như phải kiểm soát cái việc khai thác đó thì tương lai con cháu còn có cái để mà khai thác ha Chứ mà con người chúng ta với cái công nghệ ngày nay mà đi À tuna là cá ngừ hả Ờ à, đúng rồi Ủa hồi nãy mình nói là cái gì ta Ờ à, tuna Cá ngừ đại dương á các bạn Chứ không phải là con cá ngừ mà chúng ta hay ăn nha Không phải ở ngoài chợ con cá ngừ nhỏ nhỏ nha Coi những cái chương trình đó con cá ngừ nó to như con người To hơn con người đó các bạn Nặng mấy trăm ký Đó gọi là Nước ngoài thì họ rất là chặt chẽ, rất là gọi là có luật này nọ cái việc khai thác thủy hải sản này. Hai chào Văn Hưng nha. Bảo chia sẻ dạo này bên này đổi giờ nên mình lên trễ quá, vì mùa đông mặt trời lặn sớm nên chính phủ đổi giờ để tiết kiệm điện. Mọi bữa bên này 8 giờ là Việt Nam 8 giờ. Nay 8 giờ. Bên đó là 9 giờ, giờ luôn. À, hay vậy. Mình cứ tưởng là chỗ nào giờ chỗ đó thôi chứ có vụ đổi giờ nữa hả? À, đúng rồi. Giờ Mỹ đổi giờ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giờ Mỹ đổi giờ mình nhớ là khoảng mới tuần trước hay hai tuần trước kìa. Tại vì mình có một cái hệ thống gọi là tự động trading các bạn tập tành trading là giống như viết robot đó mình cũng viết robot trading thử thì uh, coi như là mình sử dụng cái giờ của Mỹ local time US thì mọi bữa giờ của Mỹ là cách giờ Việt Nam đúng 24 tiếng à, gọi là ở đây 10 giờ thì bên đó là uh, 22 giờ đi cách đúng 24 tiếng nhưng mà tự nhiên dạo gần đây mới hình như mới một hai tuần gần đây là coi như là Ờ, nó bị sớm mất một giờ nghĩa là ở đây 10 giờ thì bển là 21 giờ đó chắc là à chắc là do vụ đó mà tự nhiên mình thấy tự nhiên đổi giờ mà mình nghĩ là tự nhiên cái hệ thống giờ quốc tế mà sao lại đổi được thì bây giờ bảo nó mới biết ha là cũng có đổi giờ là bên mỹ như vậy là bên mỹ cũng đổi giờ do mùa đông mặt trời lạnh sớm ha chính phủ đổi giờ à ok bây giờ thì đã hiểu lý do <laughs> Làm bữa giờ mình cứ tò mò Không biết là mình lập trình bị lỗi hay sao Tân kêu bữa em nói xe đi mọi người Cái vi phạm cộng đồng ha ngộ vậy Hoài Sơn chia sẻ ăn 5 lần trong 30 ngày Là bị khóa nít hay sao Cái này mình nghĩ là kiểu nhắc nhở Bạn cũng không khóa nít ha Chứ Facebook mà đã khóa nít là khóa liền à Chứ nó không có chờ đâu <laughs> Hoài Sơn hỏi là sách nói tới công nghiệp khai thác dầu mỏ chưa Dầu mỏ chưa Hoài Sơn ơi chưa tới dầu mỏ Là chúng ta mới đi từ gỗ nè Xong qua tới than đá nè Xong giờ tới khí đốt rồi nè à, Khí đốt ở đây là mới là khí ga Còn dầu mỏ thì chưa nói tới Chưa thấy nhắc tới ha Và chúng ta đang đi tới năm khoảng năm 1800 1800, 1850 đó cái Khoảng thời gian đó Mày Sơn kêu là liên tưởng đến ông già và biển cả săn cá kình. Hoa à. Trần chia sẻ Nhật Bản săn cá voi để làm sashimi và cái này là Nhật Bản săn cá voi mà bị cả thế giới lên án luôn. Bạn là người ta săn rất là ghê. Bạn coi những cái lễ hội mà săn cá voi của Nhật Bản là gọi như là máu mà nhuộm đỏ cả bờ biển các bạn rất là nhìn rất là tội ha, nhìn rất là ghê. Mà thà săn thì sử dụng hết đi không nói thấy sử dụng có một chút 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 à. ô dẫn hỏi ad không like bán áo hả mọi người mà có muốn đặt áo có muốn ủng hộ cái cô thì vào trang cái cô vn thiết kế cho mình một chiếc áo xịn sò nha cái chiếc áo gọi là cá nhân mang phong cách của riêng mình do chính tay mình thiết kế đủ màu sắc nè đủ kiểu dáng hết vậy là cũng khá là phong phú sản phẩm để cho mọi người thả sức sáng tạo Tân chia sẻ cái việc kiểm soát khai thác ấy em thấy rất hay, không chỉ bảo vệ nguồn sinh vật, đánh bắt mà còn dễ quản lý những sinh vật bắt được nữa tại con càng bự thì anh bán càng được nhiều tiền hơn con nhỏ cùng một sản lượng <laughs> thực ra thì mình nghĩ ngư dân họ thích bắt tận diệt ha họ sẽ thích bắt luôn con nhỏ tại vì à, đã đánh bao nhiêu công sức đó đã đánh rồi thì giờ con nhỏ cũng cũng ăn được vậy đó, nhưng mà theo luật phải theo luật phải làm đúng luật ha dương dương nói là nước mình bị thẻ vàng ở u dù này mình cũng không biết nữa dương ơi nói là đổi giờ mùa hè, đổi giờ mùa đông tùy ban nữa, đó. Hải Sơn chia sẻ cá ngừ mình chủ yếu khai thác ở miền Trung, toàn mua mắc về à, ăn, còn lại để xuất khẩu cả. À, mình nhớ các bạn, mình đi Phú Yên, ở Phú Yên ở ngoài bờ biển có một cái quán gọi là đặc sản luôn là đi Phú Yên phải ăn, đó là mắc cá ngừ. Mà mình thấy ai tới đó cũng mắc cá ngừ mà không hiểu được là cá ngừ ở đâu ra. Mà nhiều con mắt tới như vậy mà cái con mắt nó to lắm các bạn nó phải cỡ này nè mình là mình nghĩ con cá ngừ nó rất là to con cái con mắt cá ngừ là nó to giống như là trứng uh, dịch lộn với các bạn thì mình có không biết là cái nguồn cá ngừ ở đâu mà họ bán quanh năm suốt tháng mà bán nhiều lắm mình nghĩ là tiêu thụ nhiều lắm vậy là một ngày là phải con cá ngừ có hai con mắt chứ nhiều coi như là một ngày là phải cả trăm cả trăm cái đôi mắt như vậy thì quanh năm suốt tháng như vậy là phải cả ngàn cái cái cả, cả ngàn nhiều khi chục ngàn con cá ngừ ha quán đó nổi tiếng đó bạn đông người ăn lắm mà ai tới cũng kêu mắt cá ngừ thì mình không biết là làm thế nào mà ở đâu ra mà không biết nhập khẩu hay là ở đâu không lẽ nước ngoài do nước ngoài họ không có ăn mắt cá ngừ mình nhập về hay sao hay là đó là từ cái nguồn cá ngừ của Việt Nam đánh bắt của không không biết được ha Hồi sơn chia sẻ cá voi của mình à thiêng liêng lắm dân lập đền thờ nhiều đó cá voi của mình thì uh, uh, cá ông á mà hình như mình nhớ người ta gọi là cá ông á thấy uh, cá ông mà lao vô bờ là lập đền thờ đó liền ha nước mình cũng gọi là thương cá heo tại cá heo nhiều lúc là cứu dân rồi này nọ chung là mình không có cái uh, văn hóa ăn cá voi cá heo cá mập hình như mình cũng ít ăn ít ít ít, ít ăn ha Tân chia sẻ một hòn đảo ở Đan Mạch xăng còn nhiều hơn là Nhật nữa nhưng đó là khu tự quản chứ không phải là của Đan Mạch cái đó gọi là thảm sát luôn à ok Tân ơi à, Vịnh Cao hỏi mọi người nghĩ năng lượng của người sử dụng tiếp theo là gì ngoài năng lượng hạt nhân và tự nhiên tiếp theo của sách này hay là tiếp theo của tương lai con người Vịnh Cao ơi nghĩ tương lai con người gần nhất là sử dụng năng lượng tự nhiên thôi. Ngoài năng lượng hạt nhân và năng lượng tự nhiên thì chúng ta còn năng lượng gì nữa? <laughs> năng lượng nhân tạo hả? Lấy uh, cho cho người ta lên đạp xe đạp ra năng lượng, tạo ra năng lượng. Nếu mà nói là ngoài năng lượng hạt nhân và năng lượng tự nhiên thì mình không nghĩ ra được. Lại năng lượng nào nữa vịnh cao ơi tại vì năng lượng ngày nay mà chúng ta sử dụng toàn là năng lượng tự nhiên cả nghĩa là điện năng thì cũng từ khai thác từ nhiệt điện rồi từ từ thủy điện rồi từ vân 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 ha bỏ hết máy đó ra thì còn gì nữa mình không tưởng tượng ra được ha nhưng mà mình nghĩ thì tương lai gần nhất là năng lượng ánh sáng mặt trời sau đó mình nghĩ là năng lượng mạnh hơn nữa là năng lượng biển các bạn. Mình nghĩ uh, sau cái năng lượng ánh sáng mặt trời người ta sẽ đi tới năng lượng biển. Tại vì biển là một trong những cái lực rất là mạnh đó. Mà nó không có gọi là ảnh hưởng tới cái việc đất đai sống của con người nữa. Nhưng chúng ta đâu có ai sống ở biển đâu. Đó Thế là biển thì hoàn toàn có thể đặt những cái chỗ sống lớn, đặt những cái uh, cái để chuyển cái lực của sóng đó thành cái lực của của điện năng ha. Uh. Mình đã coi thấy một số những cái thiết kế để khai thác cái năng lượng biển rồi, nhưng mà chắc là do nó chưa có đủ điều kiện gì đó người ta chưa có làm. Nhưng mình nghĩ là sau khi mà chúng ta khai thác được hiệu quả cái năng lượng mặt trời đó thì có thể là khai thác tới năng lượng biển và đó là những cái loại năng lượng siêu sạch. Nó nó rất là sạch ha, nó đâu có ra chất thải gì đâu. Và cái năng lượng đó khi mà khai thác đủ rồi á. Thì chúng ta sẽ sử dụng năng lượng chủ yếu là từ điện, như vậy nó cũng rất là sạch. Chứ không có đi xăng dầu nó không có ra khói bụi nữa ha. Ờ, chúng ta sẽ có những cái loại ô nhiễm khác chẳng hạn như là những cái xử lý những cái pin, pin mà tạo ra những cái loại đó, những cái nguyên liệu tạo ra những loại đó nhưng mà đó là cái trong tương lai rồi. Nhưng mà mình nghĩ nó vẫn sạch hơn là xăng dầu. Tân chia sẻ thẻ vàng đánh bắt thủy sản của EU do xâm phạm quyền đánh bắt Em nghe nói sắp gỡ rồi, tới năm sau là gỡ Em nhớ vậy Ok Tân ơi Hoài Sơn chia sẻ đó là đảo Greenland ở gần Bắc Cực Tân nói là không phải, ở gần Greenland thôi, không có nhớ tên Greenland mình nhớ là một cái đảo rất là nổi tiếng Nhưng mà không có nổi tiếng vì việc săn bắt cá voi nên mình cũng không mình cũng nghĩ là không phải là ở đảo Greenland người ta săn bắt ha <laughs> người cá, người Atlantis ở ngoài biển đúng không? Hai chào Nguyễn Công nha. Hoài Sơn chia sẻ người cá chỉ có trong truyền thuyết là có thật luôn à? Biết đâu được, biết đâu được có thật sao? biển sâu đó bạn chúng ta đã đi hết được, được bờ biển đâu nhiều khi là người cá ở dưới sống ở áp suất cao quen rồi à, lên lên chỗ áp suất thấp lên trên bờ thì sống không được nên họ không có tới chúng ta cũng vậy luôn chúng ta gọi là sống ở trên bờ mà đi xuống biển áp suất cao quá đâu có xuống được đấy là nước sông không phạm nước giếng chưa phát hiện được nhau ha OK thôi, uh, chắc hôm nay livestream tới đây thôi cũng khá là trẻ rồi. Để mọi người nghỉ ngay. Uh, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Để mình check coi còn comment nào không. Ok, ok rất cảm ơn mọi người. Uh, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. OK chào Trần Khoa nha. Ok, chào Triều Khang nha à, Triều Khang chia sẻ trên Animal Planet có chương trình Well War Xem mà tội đó, cuộc chiến cá voi Coi rất là, coi người ta gọi là săn cá voi, giết cá voi rất là ghê các bạn ha Thà săn, ăn cho hết đi, tiết kiệm đi, không nói Săn cắt có một số chỗ xong rồi quăng cái con cá đó còn sống Trở lại biển, rất là tàn nhẫn ha Ok, chào mọi người nha, chào bạn Lý Độc Hành, chào Nguyễn Công, chào Hoài Sơn nha, chào Tân